Tối cường cùng bạo yêu nghiệt hệ thống chương 1936, huyết thần công chúa, huyết vũ công chúa, canh 4. Cộc cộc. Không tiêu một hồi. Tướng mạo đoan trang, khí chất cao quý, hỗn độn huyết ma tộc, huyết vũ công chúa, liền là đứng ở tầng thiên phía trước. Nàng dơ lên tuyết bạch cái cổ, uống một nguồn mã não trong bầu rượu bốc lên mùi máu tanh quỳnh tương rượu ngon. Dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, nói, tiểu tử. Liền là ngươi, khi dễ ta huyết thần hoàng muội nói thế nào khi dễ tần thiên nghiền ngẫm cười trả lời ta đều không làm bị thương nàng một ngón tay là cái này tiểu nương môn nhát như chuột chuồn mất nhát như chuột huyết sắc tinh thuyền trước hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử đám công chúa bọn họ nghe vậy nhao nhao nhìn lại thực sự là làm càng hắn một cái kiến càng dung dế nhân loại dám vĩ bán huyết thần hoàng muội đây là chửi bới chúng ta hỗn độn huyết ma tộc vương tộc a tội đáng chết vạn lần hắn cùng hỗn độn huyết ma tộc công chúa còn có qua khe hở mấy trăm vạn tên nhân tộc tu sĩ châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ đọa thiên tộc đại trưởng lão thiên thần tộc nam tử trung niên hai người thờ ơ muốn bọn họ ý tứ không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể cùng hỗn độn huyết ma tộc khai chiến một khi khai chiến sinh linh đồ tháng là nhỏ. Một phần vạn thua, bản nguyên đại thế giới nhân tộc khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, chỉ cần hỗn độn huyết ma tộc không ở đây quảng trường bên trên trắng trợn giết chóc, bọn họ liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải băng lãnh vô tình, mà là từ đại cục suy nghĩ. Tần thiên bị hỗn độn huyết ma tộc để mắt tới, chỉ có thể nói là hắn thời vận không đủ, mệnh nên như thế. Không biết sống chết dung dế nhân loại quỳ xuống cho ta sát khí đồng phát tóc xanh toán loạn hỗn độn huyết ma tộc huyết vũ công chúa ở trên cao nhìn xuống khẽ kêu nói từ nàng thể nội lan tràn lan tràn giàu dạt ra cùng bạo tà ác khí thế mảy may không kém cõi cái kia đọa thiên tộc thiếu chủ thiên thần tộc thần nữ lạc thiên phi tần thiên giờ phút này là cử chuyển trung giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước tu vi toàn thịnh thời kỳ Đều không dám nói 100% chiến thắng cái này tiểu nương môn. Hiện bây giờ, trung cực quang băng mang hình thức, thời kỳ suy yếu còn không có đi qua. Càng là không có phần thắng chút nào. Có thể, lại có sợ gì đây? Khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, Tần Thiên nói, quỳ ngươi một cái tiểu nương môn. Thua thiệt ngươi nói nói ra. Ta xem hay là ngươi quỳ xuống A. A. Ta đòi mạng ngươi. Đoan trang cao quý không còn sót lại chút gì. Huyết vũ công chúa, vung tay lên, và thiên tế nhật huyết sắc hải dương dâng lên. Nhìn thấy mà giật mình, cấm kỵ diệt thế huyết sắc hải dương, có thể dễ như trở bàn tay, miễu sát một mảng lớn bình thường, nửa bước bản nguyên thần một cảnh. Thất thập nhị biến định thân thuật. Thể lực không có hoàn hoàn toàn toàn khôi phục, có thể cũng có ứng phó năng lực. Tần thiên không chút hoang mang, dùng thất thập nhị biến định thân thuật giam cầm thời gian bản nguyên thế giới tứ tự chân ngôn thứ nhất phá bản nguyên thế giới tứ tự chân ngôn thứ hai diệt bản nguyên thế giới tứ tự chân ngôn thứ ba chết đông. đông 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 thiên địa không nhúc nhích tí nào trong tấm hình ảo diệu khó lường chân ngôn tự tích đem cái kia huyết vũ công chúa trấn đè lên trên mặt đất nàng huyển hóa ra huyết sắc hải dương ông ông một tiếng phân liệt tách rời đi kế tiếp hô hấp, thất thập nhị biến định thân thuật, hiệu quả, hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem nằm dưới đất mặt mũi, lông tóc không thương, nhưng cũng chật vật, hỗn độn huyết ma tộc, huyết vũ công chúa. Ở đây hơn 100 vạn hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, khó có thể tin. Không thể nào. Huyết vũ công chúa ở tất cả hoàng tử công chúa bên trong, thực lực có thể đập vào top 50, làm sao sẽ để cho một cái yếu đuối nhân loại tiểu tử trấn áp đúng vậy a à, huyết vũ công chúa vẫn là hoàng kim quý tộc huyết mạch hỗn độn huyết ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm huyết mạch càng là trên dưới rõ ràng phổ biến thanh đồng huyết mạch tiếp theo là bạch ngân huyết mạch lại là hoàng kim huyết mạch cùng quỷ thần khó lường vạn cổ khó gặp thần thoại huyết mạch hai cái thực lực giống nhau như đúc hỗn độn huyết ma tộc cường giả giao thủ tuyệt đối là nắm giữ quý tộc huyết mạch một phương chiến thắng hoàng kim quý tộc huyết mạch. Ở hỗn độn huyết ma tộc là phượng mau lân giác. Chỉ có vương thất thành viên mới có thể nhìn mãi quen mắt. Huyết vũ công chúa chính là hỗn độn huyết ma tộc công chúa, một thân hoàng kim quý tộc huyết mạch, cao cao tại thượng không cho phép kẻ khác kinh nhờn. Hiểu, giờ này ngày này, cho một cái tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh cấp bậc nhân tộc tiểu tử, nháy mắt trấn áp. Không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin là thật. Thời gian Đột nhiên phụ trách dẫn đầu 100 vạn, hỗn độn huyết ma tộc, tới đây cái kia, hỗn độn huyết ma tộc, nam tử, trung động, tiểu tử. Ngươi tìm hiểu 36 loại bản nguyên siêu cấp pháp tắc, một trong thời gian bản nguyên pháp tắc. Ha ha! Cười bỏ qua, tầng thiên không tuân theo. Rất tốt! Nhân tộc chỉnh thể, cố nhiên không bằng ta, hỗn độn huyết ma tộc, một phần vạn. Có thể trác tuyệt xuất sắc người, từ xưa đến nay đều là tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải là nói như vậy, các ngươi nhân tộc sớm đã bị ta Hỗn Độn Huyết Ma tộc nuôi nhốt đi lên." Lầm bầm lầu bầu nói một phen. Hỗn Độn Huyết Ma tộc nam tử, hơi cảm thấy hứng thú quan sát Tần Thiên, nói, "Ngươi có muốn hay không thần phục ta, Hỗn Độn Huyết Ma tộc?" "Chỉ cần ngươi tuyên thệ thần phục, bản vương bảo tính mệnh của ngươi chu toàn. Ngày sau ta Hỗn Độn Huyết Ma tộc nhất thống bản nguyên đại thế giới sau, có thể cho ngươi một mảnh cương thổ, làm dưới một người trên vạn người chúa tể." nói đùa. Lắc lắc đầu, Tần Thiên nói, ta sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Nhất là các ngươi hỗn độn huyết ma tộc. Tất nhiên không nguyện ý, chỉ có thể đem ngươi hóa thành một nát. Hỗn độn huyết ma tộc nam tử, ra lệnh một tiếng, giết hắn. Hư. Mới đầu dự định khoanh tay đứng nhìn bản nguyên thiên thần tộc nam tử trung niên, dĩ nhiên trắng Tần Thiên bên cạnh. Tiền bối ý gì? Tần Thiên hồ nghi tìm hiểu một loại siêu cấp bản nguyên pháp tắc giá trị trọng đại bị hỗn độn huyết ma tộc phá hủy là ta bản nguyên đại thế giới tổn thất bản nguyên thiên thần tộc nam tử trung niên trả lời trước đó mặc kệ ngươi là cảm thấy ngươi không quan trọng gì có thể hiện tại không giống nhau trưởng khống một loại siêu cấp bản nguyên pháp tắc ngươi đợi một thời gian liền là bản nguyên đại thế giới nhân tài trụ cột hiểu được nha đã hiểu muốn lấy được che chở liền muốn thể hiện ra nhất định giá trị nếu là hạng người bình thường người nào sẽ để ý ngươi sinh tử xa xa khó vời tu luyện con đường bên trên không biết mai tán bao nhiêu sinh linh máu tươi đây chỉ có sáng chói hừng hực thiên chi kiêu tử mới có thể ở nơi này đầu con đường bên trên chọc người ghé mắt tần thiên hiểu rõ điểm ấy cũng không cảm thấy có cái gì thản nhiên nhìn xem hỗn độn huyết ma tộc huyết thần công chúa nói tiểu nương môn đến phong thần chi chiến không gian, ta sẽ nhường ngươi lên trời không đường ra đồng không cửa. Ngươi, còn dám uy hiếp ta. Huyết thần công chúa không biết nên khóc hay cười, ngươi sống bất quá hôm nay. Vậy cũng không nhất định. Tần thiên khoát tay áo. Ngươi, muốn xấu bản vương đại sự. Huyết hồng ánh mắt trộn lẫn thêm một chút kim mang, hỗn độn huyết ma tộc, nam tử, nhìn chăm chú lên thiên thần tộc, nam tử trung niên, chất vấn thế cục thay đổi trong nháy mắt. Đối mặt hỗn độn huyết ma tộc, nam tử chất vấn. Nho nhã vĩ ngạn, bản nguyên thiên thần tộc, nam tử trung niên, không sợ không loạn, đáp, người nghĩ bóp chết ta nhân tộc siêu cấp thiên tài, không phải liền là muốn giảm thiếu một phần ngày sau hỗn độn huyết ma tộc, xâm lấn lúc đối mặt lực cản sao. Ta nếu là như ngươi mong muốn, cái kia không phải gãi đúng chỗ ngứa sao. Hừ. Khám phá điểm này, lại có thể thế nào? hỗn độn huyết ma tộc nam tử thần sắc lẫm nhiên ngoài thân ức vạn huyết mang nhảy lên phát họa ngươi tu vi không sai đáng tiếc cùng bản vương vẫn có một đoạn chênh lệch ta muốn giết ngươi không cần mười chiêu khó giải quyết bản nguyên thiên thần tộc nam tử trung niên nhìn về phía đọa thiên tộc đại trưởng lão lão đồ vật ngươi nghĩ khoanh tay đứng nhìn sao khụ khụ ho khan một tiếng đoạn thiên tộc đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười giải thích nói cũng không phải là bản trưởng lão khoanh tay đứng nhìn, mà là phải hiểu được xem xét thời thế. Vì một cái lông đầu tiểu tử, đi cùng hỗn độn huyết ma tộc, tranh cãi, không phải cử chỉ sáng suốt. Ta khuyên ngươi cũng chớ xen vào việc của người khác, nhưng tiểu tử kia tự sinh tự diệt tốt. Hỗn trướng Bản nguyên thiên thần tộc, nam tử trung niên, tức giận trắng răng, ngươi chẳng lẽ không biết, một cái tìm hiểu, siêu cấp bản nguyên pháp tắc, thiên tài, đối ta nhân tộc mang ý nghĩa gì sao? Ha ha Đừng dùng loại này tân bốt ép bản trưởng lão Đọa thiên tộc đại trưởng lão Nhắm mắt lại Tóm lại ta là không sẽ quản Ha ha a à. Hỗn độn huyết ma tộc nam tử Khoan khoái cười to Đây chính là các ngươi nhân tộc Từ đầu tới đuôi Vĩnh viễn vĩnh viễn xa Đều không có ta hỗn độn huyết ma tộc đoàn kết Không thể nào Nếu là các ngươi hỗn độn huyết ma tộc Người người bình đẳng Đoàn kết nhất trí, còn có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Bạch y tiêu sái, mang theo tiếu dung tần thiên, thình lình hỏi một câu. Ân. Nghe vậy, hỗn độn huyết ma tộc, nam tử, sát cơ bừng bừng, xảo ngôn lệnh sắc. Miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá rất nhanh, ngươi sẽ phát ra đau thấu tim gan kêu rên. Ngươi huyết dịch, sẽ bị bản vương dọc dọc rút khô, ngươi xương cốt, sẽ bị bản vương từng tất từng tất nghiền nát. Tiểu tử, thừa dịp loạn đào tẩu A truyền âm nhắc nhở một câu, bản nguyên thiên thần tộc, nam tử trung niên, đoạt trước một bước, phát ra thế công. Trùng trùng điệp điệp, che phủ thiên địa thánh quan cuộn sóng. Nhưng hỗn độn huyết ma tộc, nam tử, một quyền đánh nát. Không biết sống chết. Còn dám chủ động công kích bản vương. Chạy trốn. Đó là không có khả năng. Còn không có tham gia phong thần chi chiến đây. Tần thiên cười nhạt thầm nghĩ, thực sự là không được, liền liên hệ nhân quả phân thân. Ầm vang. Ầm ầm. Cổ lão vô tận, phong thần tinh, sơn hà băng liệt, hồng thủy bộc phát, đại địa thất linh bát toái, hư không lung lay sắp đổ. Bản nguyên thiên thần tộc, nam tử trung niên, cùng cái kia hỗn độn huyết ma tộc, nam tử, ba chiêu hai thức dưới. Thì có một loại muốn đem phong thần tinh mẫn diệt xé nát dấu hiệu có thể chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn được đi ra bản nguyên thiên thần tộc nam tử trung niên không phải cái kia hỗn độn huyết ma tộc nam tử đối thủ phốc phốc phun ra một nguồn máu tươi bản nguyên thiên thần tộc nam tử khí tức rớt xuống không ít tiểu tử ngươi làm sao còn không động đậy chạy mau nha kiệt 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 hắn có thể chạy đến địa phương nào đi hỗn độn huyết ma tộc nam tử mỉa mai chế dẻo cảm giác nguy cơ là như vậy đột nhiên không có dấu hiệu nào một mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh chia hai màu đen trắng màn sáng đội đất mà lên đem bao la rộng lớn phong thần tinh đều là bao lấy đi vào trận pháp tần thiên kinh hải lợi hại a à, đây là cỡ nào trận pháp phạm vi rộng lớn như vậy thế mà đem phong thần tinh bao trùm người nào lén lén lúc lúc cút ra đây đưa thân vào không chỗ không ở nuốt đến phong thần tinh thần bí trận pháp màn sáng bên trong hỗn độn huyết ma tộc nam tử lông mi phá lệ ngưng trọng lên bởi vì cái này trận pháp cho hắn một loại không thể coi thường uy hiếp lực lượng ha ha thương khung vặn vẹo một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt cơ trí già nua lão giả đi ra hắn nhìn xem hỗn độn huyết ma tộc nam tử chậm rãi nói đây là ta bản nguyên trận tộc không thượng sát trận tâm dương hắc bạch trận ngươi không có phát giác được bản trưởng lão âm thầm bố trí trận pháp vậy cũng không thể trách ngươi ai bảo ngươi lực chú ý đều phóng tới cái kia tiểu gia hỏa trên thân là thập đại bản nguyên thần tộc một trong bản nguyên trận tộc đại trưởng lão không ít tu sĩ vui mừng ra mặt thập đại bản nguyên thần tộc bên trong trận tộc được trời ưu ái có thể bố trí đủ loại kiểu dáng trận pháp cố gắng bản nguyên trận tộc thành viên sức chiến đấu yếu kém có thể một khi nhường bọn họ hoàn thành trận pháp, thường thường có thể vây giết mảng lớn cảnh giới mạnh hơn bản thân đối thủ. Liền nói cái này, bản nguyên trận tộc đại trưởng lão A, bản thân thực lực còn không bằng cái kia đọa thiên tộc đại trưởng lão, bản nguyên thiên thần tộc nam tử trung niên đây. Có thể nhờ tay hắn âm dương hắc bạch trận, lại có thể cho cái kia hỗn độn huyết ma tộc nam tử mang đến chấn nhiếp. Chỉ từ điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra bản nguyên trận tộc chỗ độc đáo. Đáng chết, Lão đồ vật, ngươi cái này trận pháp có chút huyền diệu chỗ, nhưng Bản Vương còn không đến mức nhượng bộ lui binh, tỉnh như ve mùa đông. Hỗn Độn Huyết Ma tộc nam tử, nắm chặt lại nắm đấm, cái kia tiểu tử, Bản Vương hôm nay nói cái gì cũng phải đánh chết. Mà nói không cần nói như thế tuyệt đối. Bản Nguyên Trận tộc đại trưởng lão là một cái vô cùng tỉnh táo cơ trí trưởng giả, hắn nói, các ngươi Hỗn Độn Huyết Ma tộc, lợi hại. Có thể tuyệt đối đừng quên cái này Phong Thần Tinh vẫn là ta nhân tộc địa bàn. Để ngươi hỗn độn huyết ma tộc 100 vạn thiên kiêu tham gia Phong Thần chi chiến đã là to lớn nhất độ rộng. Muốn ở Phong Thần chi chiến mở ra phía trước, bóc chết ta nhân tộc thiên tài. Ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hảo huyền, mơ mộng hảo huyền. Nói hay lắm. Tiếng như hồng trung đại lữ, hỏa sơn bộc phát, chấn người sợ hãi. Một đạo thân ảnh, vạn mét cao dài Dường như viễn cổ thời đại bên trong Kình Thiên Đại Thần, tất bước đi tới. Tức vạn tinh không, ngàn vạn tinh thần đều thần phục ở nơi này cự nhân dưới chân. Ở cự nhân trên bờ vai, còn tán lạc hơn 100 tên tuổi trẻ thân ảnh. Thập đại bản nguyên thần tộc, một trong bản nguyên cự nhân tộc cường giả. Thập đại bản nguyên thần tộc ai cũng có sở trường riêng. Đoạ Thiên tộc, Thiên thần tộc chiến lực vô song. Bản nguyên trận tộc, tinh thông mọi loại trận pháp bản nguyên cự nhân tộc càng là đặc thù, có thể biến hóa thân thể lớn nhỏ. Thân hình cự đại hóa, bản nguyên cự nhân tộc, cường giả, tốc độ, thể phách, chiến lực đều sẽ có rõ rệt tính cất cao. Cũng sẽ không nói biến lớn sau, liền trì độn vô cùng, trở thành sống bia ngắm, mặt người chém giết. Uống Trận mắt tròn xoe, tập trung vào hỗn độn huyết ma tộc, nam tử. Cái này, bản nguyên cự nhân tộc, cường giả, phát ra truyền khắp phong thần tinh trung động tiếng, muốn gây sự, liền trực tiếp khai chiến. Không nghĩ khai chiến, liền cho ta quy củ, phong thần chi chiến, mở ra. Gọn gàng dứt khoát, thống khoái phóng khoáng. Tần Thiên chê cười, bản nguyên cự nhân tộc, thú vị. Bành Long. Dường như trời đất sụp đổ, quỷ khóc thần hào. Vạn mét cao dài bản nguyên cự nhân tộc cường giả, phát ra quát mắng, trải qua không tiêu tan, lưu lại thế gian. Hỗn động huyết ma tộc Nam tử sắc mặt, càng làm khó dễ nhìn, bản thân bất quá là muốn bóp chết một cái tìm hiểu ra siêu cấp bản nguyên pháp tắc nhân tộc thiên tài. Thế mà đều như thế được ngăn cản. Nếu là bản thân còn khư khư cố chấp xuống dưới, sợ là thật muốn phá hủy trước kia kế hoạch, muốn cùng nhân tộc trực tiếp khai chiến. Hỗn động huyết ma tộc nhất thống bản nguyên đại thế giới ý nguyện, cho tới bây giờ đều không có kết thúc qua. Ở không lâu tương lai, cũng sẽ hướng nhân tộc toàn diện tuyên chiến có thể giờ này ngày này lại không phải đại quy mô giao chiến thời điểm ở các kia trận kinh thiên động địa chiến tranh tiến đến phía trước hỗn độn huyết ma tộc suy đi nghĩ lại vừa rồi quyết định điều động trong tộc 100 vạn thiên kiêu tràn vào phong thần chi chiến nói như vậy đối hỗn độn huyết ma tộc 100 vạn thiên kiêu bản thân là một sự rèn luyện còn có thể săn giết đi nhân tộc đại lượng thiên tài cho người tộc không người kế tục tiểu bối một đời u ám không sáng bởi vậy hỗn độn huyết ma tộc tuyên chiến nhân tộc phần thắng, liền sẽ tăng thêm mấy phần. Nghĩ sâu tính kỹ nửa ngày. Hỗn độn huyết ma tộc nam tử, trộn lẫn thêm nhàn nhạt kim mang xích hồng con ngươi, quét một lúc này mới bạch y thanh niên. Nói, dung dế. Liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Đến phong thần chi chiến không gian, ngươi vẫn là muốn chết ở ta hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu trong tay, đây là trên bản đinh đinh sự tình, không thể nghi ngờ. Vọng tưởng điên cuồng cười yếu ớt lắc lắc đầu tần thiên nhìn về phía trước khuôn mặt phẫn nộ hàm sát hỗn độn huyết ma tộc huyết vũ công chúa nói nhìn cái gì nhìn không phục mà nói tới a à. trước công chúng phía dưới nhường một cái tu vi còn không bằng chính mình người loại tiểu tử đánh bay hồi tưởng lên huyết vũ công chúa lập tức đại phát lôi đình muốn nhào đi lên hồng hộc huyết mang lập lòe khuôn mặt hương diễm Tư thái thon thả hỗn độn huyết ma tộc huyết thần công chúa rơi vào huyết vũ công chúa bên cạnh, nói, hoàng tỷ Chúng ta vẫn là chờ phong thần chi chiến bắt đầu đi. Đến phong thần chi chiến không gian bên trong, hắn tìm hiểu bản nguyên thời gian phát tắc lại thế nào. Như thường trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ân. Ừ. Huyết vũ công chúa đầu hơi gật, hồng sắc con ngươi, cừu thị lấy bạch y thanh niên, bản công chúa nhớ kỹ ngươi. Cũng vậy, tần thiên mỉm cười một trận gợn sống bỏ qua. Hiểu, lần này phong thần chi chiến, chú định không giống bình thường. Bởi vì hỗn độn huyết ma tộc lẫn vào, để lần này phong thần chi chiến biến thành một trận giết chóc thịnh yến. Nói đơn giản, hỗn độn huyết ma tộc 100 vạn thiên kiêu, đem nhân tộc một phương trở thành con mồi. Mà nhân tộc một phương, tham gia phong thần chi chiến, thiên tài, muốn triển khai phản kháng. Trong lúc đó quá trình, có thể nghĩ là cái dạng gì hình ảnh không tiêu hai ngày bản nguyên đại thế giới thập đại bản nguyên thần tộc tề tụ một đường đoạ thiên tộc đại trưởng lão thiên thần tộc nam tử trung niên bản nguyên thần tộc đại trưởng lão bản nguyên cự nhân tộc nam tử bọn họ tụ tập đến cùng một chỗ bất động thanh sắc trao đổi ai vài tháng một tiếng người khoác cửu long liệt diễm giáp liệt diễm thần điện điện chủ nói đại tranh chi thế Dĩ nhiên cũng phát hiện cao chót vóc A. À. Mặc kệ lần này, phong thần chi chiến, kết quả như thế nào? Cự ly, hỗn độn huyết ma tộc, khởi xướng chiến tranh thời gian, không xa. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, thì sợ gì ở? Thần thái sáng láng, tinh khí thần viên mãn tầng thiên, thần sắc lạnh thấu xương, trả lời, đại tranh chi thế mới có ý tứ chứ? Nếu là bình bình đạm đạm, bao nhiêu anh kiệt đều sẽ bị mai một quan mang? Chỉ có lúc hỗn loạn thay mặt mới có thể đản sinh ra trải qua trời vĩ địa tuyệt đời cường giả. Loạn thế ra anh hùng, câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ha ha. Nếu là tất cả mọi người đều cùng ngươi tiểu tử một dạng lợi hại, người chúng ta tộc đã sớm đem hỗn độn huyết ma tộc sang thành bình địa. Liệt Diễm thần điện điện chủ gượng cười, nói, trước đó phong ba, để ngươi đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Đến phong thần chi chiến không gian, nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Muốn một mình một người đối kháng hỗn độn huyết ma tộc, gần như không có khả năng. Còn là muốn tìm ra đồng đội. Đồng đội. Tần Thiên như có điều suy nghĩ, cái này đến lúc đó nói sau đi. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng. Dừng lại ở quảng trường bên trên mới huyết sắc trên tinh thuyền, 100 vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, 100 hơn 50 tên hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử công chúa, đã sớm không kiên nhẫn phiền muộn, có phần không chờ mong lại nhìn nhân tộc một phương, tham gia giới này phong thần chi chiến, luôn có hơn 400 vạn. Về số người, có ưu thế áp đảo. Có thể hỗn độn huyết ma tộc thành viên, cùng giai phía dưới, chiến lực đủ để quét ngang một mảng lớn nhân loại bình thường. Tựa như là bản nguyên đọa thiên tộc, bản nguyên thiên thần tộc ra, hai cái này bản nguyên thần tộc thành viên, bẩm sinh, chiến lực trác tuyệt. Nhưng huyết mạch đơn bạc, nhất tộc điệp gia, còn không có 10 vạn người hỗn độn huyết ma tộc hoàn toàn bất đồng, không cần tu luyện liền có thể liên tục không ngừng tăng phúc lực lượng, trong xương cốt lộ ra tà ác, giết chóc, cùng bạo. Sinh sôi năng lực cũng là lợi hại. Hỗn độn huyết ma tộc đến cùng có bao nhiêu người, vẫn là ẩn số. Trên lệch thời gian không nhiều lắm a. À. Già nu cơ trí bản nguyên trận tộc đại trưởng lão mở miệng nói, mở ra phong thần chi chiến không gian nhập khẩu A. Ân. Ừ. Nghe vậy, Đọa thiên tộc đại trưởng lão thiên thần tộc nam tử trung niên còn lại mấy đại bản nguyên thần tộc cường giả đều là gật đầu khạch khạch rốt cuộc muốn bắt đầu a à. hỗn độn huyết ma tộc nam tử thần sắc vui sướng quay người quát các ngươi đều là ngô tộc tuyển chọn tỉ mỉ vạn người không được một thiên tài tiến vào phong thần chi chiến không gian mục đích a à, liền là thỏa thích săn giết hưởng dùng nhân tộc thiên tài máu tươi nhớ kỹ phong thần chi chiến kết thúc ngày đó bản vương không muốn nhìn thấy có bất cứ người nào tộc thiên kiêu sống sót đi ra hiểu không minh bạch một trăm vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu trăm miệng một lời trả lời ý nghĩ hảo huyền kinh thường hừ một tiếng thập đại bản nguyên thần tộc cường giả cùng một chỗ phóng xuất ra vĩ nạn lực lượng tối tâm bên trong trung chuyển một phiến đại môn bành long bành long long Tần Thiên ngửa mặt nhìn lại, đậu phộng. Đây chính là phong thần chi chiến không gian nhập khẩu. Phong thần tinh so bắt thần tinh lớn gấp 100 lần. Một cái so phong thần tinh lớn gấp 1.000 lần, đem hạo miểu tinh không đều cho chiếm cứ cổ lão đại cửa, giờ phút này liền đứng sừng sững ở phong thần tinh bên ngoài. Không dám tin tưởng, nếu là cỡ nào kinh thiên vĩ địa thần lực mới có thể chế tạo đắp nặng ra dạng này đại môn. Xuất phát, một trăm hơn năm mươi tên hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử công chúa mang theo một trăm vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu trùng trùng điệp điệp xông vào phong thần chi chiến không gian nhập khẩu đi thôi tần thiên dưới chân sinh huy thân hình từ từ bay lên vương sùng ngươi đứng ở cái kia làm cái gì đi a à. liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao nghiền ngẫm hí ngược nhìn xem cứng ngắc thân thể không nhúc nhích tí nào vương sùng ta không tham gia phong thần chi chiến sắc mặt trắng bạch vương sùng trả lời 100 vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu dĩ nhiên thông qua cái kia nhìn mà than thở quỷ phủ thần công đại môn tiến nhập phong thần chi chiến không gian mấy trăm vạn tên nhân tộc thiên tài cũng là liên liên tục tục thành quần kết đội tràn vào thần bí đại môn sau phong thần chi chiến không gian quảng trường bên trên bạch y trắc tuyệt ánh mắt thâm thúy thân hình gầy gò tầng thiên liếc một cái xử ở liệt diễm thần điện đại trưởng lão bên cạnh vương sùng nói ngươi tới đây phong thần tinh mục đích không phải liền là tham gia phong thần chi chiến sao hiện tại phong thần chi chiến không gian nhập khẩu mở ra nhưng ngươi muốn từ bỏ là sợ hãi cái kia hỗn độn huyết ma tộc ta dù sao ta là sẽ không tham gia giới này phong thần chi chiến đây là ta tự do vòng không đến ngươi khoa tay múa chân vương sùng lực lượng không đủ nơm nớp lo sợ phản bác sợ hãi hỗn độn huyết ma tộc là một phương diện hắn càng sợ hãi hay là trước mắt cái này yêu nghiệt bản thân lặp lại nhiều lần muốn đưa đối phương vào chỗ chết đây nếu là đến phong thần chi chiến không gian hắn còn không đấm một nhát chết tươi bản thân ha ha a à. hiểu rõ vương sùng trong lòng suy nghĩ tần thiên ngửa mặt cười to đúng vậy a à, tham gia không tham gia phong thần chi chiến là ngươi tự do ta không quản được có thể mang ngươi đừng mang tham gia phong thần chi chiến, chính là ta tự do, không phải sao? Ngươi! Ý gì? Vương Sùng không rõ ràng cho lắm. Nằm xuống. Tần Thiên dò xét xuất thủ trưởng. Vô hình vô chất, vạn cổ tuyệt thế khí phách, phản phất tu di đại sơn, vạn trượng lôi đình, trùng điệp công kích ở Vương Sùng huyết nhục chi khu bên trên. Phốc phốc. To lớn miệng máu tươi phun ra, cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước tu vi vương sùng, nửa chết nửa sống, ngã xuống mặt đất. A. À, tiểu tạp toái. Ngươi kinh người quá đáng. Liệt Diễm thần điện đại trưởng lão nổi giận. Nửa bước bản nguyên thần bột cảnh tu vi, vận chuyển. Đáng tiếc nha. Tần Thiên liền Long Phượng cung thiếu chủ đều làm thịt, còn sẽ sợ hắn. Ánh mắt xem thường khinh thường, nói, muốn động thủ. Rất tốt đến đây đi. Ngươi, liệt diễm thần điện đại trưởng lão cuối cùng không dám đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía liệt diễm thần điện điện chủ, nói điện chủ. Điện cái gì chủ? Tần thiên không cho liệt diễm thần điện điện chủ khó xử mở miệng cơ hội, nắm lên nửa chết nửa sống vương sùng bay về phía thông hướng phong thần chi chiến không gian, thần bí đại môn. Liền dạng này, mắt thấy bạch y thanh niên, biến mất ở thần bí đại môn bên trong liệt diễm thần điện đại trưởng lão sụp đổ tuyệt vọng yêu nghiệt ngươi chết không yên lành ta trớ chú ngươi bị hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu hút khô máu tươi sâu thẳm hắc ám trong thông đạo lan bạc kỳ hồ xuyên toa hơn phân nửa tháng thời gian sau đó tần thiên liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao ma giáo đại tiểu thư đông phương khê khương nguyệt nhi tiểu nha đầu một đoàn người đồng thời hiện lên ở một tòa trên bình đài cái này vô biên vô hạn bình đài, lớn nhỏ không kém cỏi phong thần tinh. Đồng thời, tòa này bình đài treo cao cửu thiên, uy nghiêm khó lường. Giống như một tôn kình thiên cự thần lưng, chống đỡ lấy tinh thần nhật nguyệt, vũ trụ hồng hoang. Hơn 410.000 tên nhân tộc thiên tài, hơn 100 vạn tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu. Chia làm hai phiến khu vực, riêng phần mình chiếm cứ một nửa bình đài khu vực. Kiệt kiệt kiệt. Tiếu dung lạnh lẽo, một tóc đái quang hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử ánh mắt trực tiếp trong biển người khóa được bản nguyên thiên thần tộc thần nữ lạc thiên phi tham lam nói nữ nhân ngươi huyết dịch quang minh thần thánh là ta chờ mong đã lâu mỹ vị món ngon a à. lập tức tới đây cho ta thần phục bản hoàng tử ta sẽ nhường ngươi biến thành ta huyết nô ân ừ. tóc xanh ba nghìn ngang eo dáng người uyển chuyển tuyệt đại ăn mặc tuyết bạch chiến giáp trang nghiêm tôn quý lạc thiên phi xuất ra một thanh thánh quan ngưng tụ mà ra trường kiếm nói muốn uống ta huyết sợ ngươi không cái kia bản sự ha ha a à. thực sự là ngu không thể thành nữ nhân đến một bước này còn muốn dãy dụa phản kháng sao bản nguyên huyết ma tộc hoàng tử phình bụng cười to vậy liền trực tiếp khai chiến đi phốc phốc cùng lúc đó tần thiên đem sách ở trong tay vương sùng hóa thành một mịn sương máu đợi cho phong thần chi chiến kết thúc, liền là gạt bỏ cái kia liệt diễm thần điện đại trưởng lão thời điểm. Nhưng cha con bọn họ, dưới suối vàng gặp nhau, xem như bản thân ân đức ban thưởng. Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, chém giết liệt diễm thần điện đại trưởng lão con trai, Vương Sùng. Nhắc nhở ký chủ thu hoạch được 2.000 vạn điểm nguyên thủy kinh nghiệm trị ban thưởng nhắc nhở ký chủ thu hoạch được 1.900 vạn điểm nguyên thủy kim tệ trị ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp làm nhất chuyển cao giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm nhất chuyển cao giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển cao giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển thiên giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Ken nhắc nhở ký chủ, tổ đội hình thức đang trong quá trình mở ra, đồng đội lấy được được ban thưởng ban bố chỉ thị. Đồng đội ma giáo đại tiểu thư, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển thánh cấp thần phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Đồng đội Đông Phương Khê, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển thánh cấp thần phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Đồng đội Khương Nguyệt Nhi, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển vương giai thánh phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển cao giai thần phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Dết vai hề nhảy nhót, còn có thể đột phá một chút tu vi, đây chính là nắm giữ yêu nghiệt hệ thống nghịch thiên chỗ. Tần thiên trong lòng kêu, giúp ta đem liệt diễm thần điện thánh nữ, hỏa giao. Cũng tăng thêm vào đồng đội hàng ngũ. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, thành công đem liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao tăng thêm vào đồng đội hàng ngũ. Phiêu phụ ở thương khung vân tiêu bên trên bình đài, thế cục rất là trầm trọng, hết sức căng thẳng. Hơn 410.000 tên nhân tộc thiên tài, cùng hơn 100 vạn hỗn độn huyết ma tộc, thiên tài, dường như một giây sau liền sẽ giao phong đến cùng một chỗ. Bỗng. Phong vân chợt hiện, sấm sét vang dội, các bay đá chạy. Một cổ lại một cổ vĩ ngạn ý chí, lăn không dừng lại ở bình đài bên ngoài. Phản phất tối tăm bên trong, có từng đôi ánh mắt, quan sát trên bình đài cảnh tượng. Chật chật. Hỗn độn huyết ma tộc ta. Nhìn đến loạn thế lại đến. Đáng tiếc nha, Bản tọa dĩ nhiên bỏ mình, bằng không thì thật muốn dẫn theo tam xích kiếm, dết vào hỗn độn huyết ma tộc, nhấc lên một mảnh gió tanh huyết vũ. Giao lưu âm thanh, quan minh chính đại, âm vang hữu lực. Là di lưu ở phong thần không gian bên trong nhân tộc cường giả ý chí. Một cái hỗn độn huyết ma tộc, công chúa, ngưng trọng nói ra. Quanh! 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 Bác hoang lục hợp, hoàng vũ càng khôn, trung lẫy bẫy, lên chập trùng phục bình đài bên ngoài, vô hình vô chất, nhân tộc cường giả ý chí, chèn ép hơn 410.000 tên nhân tộc thiên tài, hơn 100 vạn tên hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu huyết nhục hồn phách. Bỗng, một đạo già nuôi ý chí, phát ra hùng hồn uy nghiêm âm thanh, nói, tất nhiên giới này phong thần đại chiến tràn vào hỗn độn huyết ma tộc thiên tài. Như vậy, phong thần chi chiến quy củ cũng phải có thay đổi. Ân, nói có lý. Cao ngạo băng lãnh giọng nữ nói các ngươi nghe kỹ. Mỗi một lần phong thần chi chiến, đều sẽ kéo dài 2 năm thời gian. Lần này cũng không ngoại lệ. 2 năm thời gian bên trong, có một năm thời gian là sinh tồn phân đoạn. Nguyên bản đây, lần này phân đoạn, là nhân tộc thiên tài ở giữa chém giết chiến đấu. có thể bây giờ có hỗn độn huyết ma tộc vượt vào. Như vậy cái này phân đoạn, liền biến thành lẫn nhau săn giết cần chú ý a. À. Một năm sau đó, còn người sống loại cùng hỗn độn huyết ma tộc thiên tài có thể tiến vào tiếp theo phân đoạn h trước đó sao lại là một đạo thanh âm vang lên các ngươi sẽ bị tùy cơ tính truyền tống đến phong thần chi chiến không gian một cái nào đó phiến khu vực thực sự là phiền phức tần thiên vuốt vuốt mi tâm sinh lòng một kế thất giai thiên sinh nhãn mở ra ở ma giáo đại tiểu thư đông phương khê hỏa giao mấy cái nữ tử thể nội lưu lại động lực ấn ký. Nói như vậy, cho dù là tách ra, cự ly rất xa, mình cũng có thể tìm tới các nàng. Cự ly gần vừa đủ mà nói, Tần Thiên thậm chí có thể thông qua cái này, động lực ấn ký, làm môi giới, lăng không na di đi qua. Hoa lạp lạp. Không thể ngổ nghịch ý chí lực, đảo loạn thời không. Trên bình đài, vô luận lạc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, hay là nhân tộc thiên kiêu, một cái tiếp một cái biến mất không còn tâm tích sau một khắc vô biên phiêu miểu phong thần chi chiến không gian một tòa liên miên chập trùng khí tượng tan thương sơn mạch trước áo trắng như tuyết tiêu sái tuấn tú thanh niên hiện ra thân hình nhìn trái ngó phải thẩm đo một cái vị trí hoàn cảnh sau tần thiên lập tức bắt được đông phương khê ma giáo đại tiểu thư mấy cái nữ tử vị trí khô héo phá toái dòng sông trước dáng người thước tha khuôn mặt trong suốt khương nguyệt nhi còn có chút chân tay luống cuốn. Phía trước hư không vặn vẹo, bạch y thanh niên lăng không đi ra. Nha Khương Nguyệt Nhi giật nảy mình, ngươi. Ngươi làm sao? Ha ha. Tần Thiên cười nhạt, ta ở các ngươi thể nội lưu lại, đồng lực lạc ấn. Ngươi cùng ta cự ly không tính xa, ta trực tiếp liền na di đến đây. Đi thôi, các nàng mấy cái cùng chúng ta cách xa nhau rất xa, hội hợp lại, muốn lãng phí không ít thời gian. Hoang vu, một mắt thấy không đến cuối cùng. Hai cái hỗn độn huyết ma tộc, Thiên Kiêu thanh niên, liếc nhau một cái, nhào tới phía trước một bóng người xinh đẹp trước. Khạch khạch hảo mỹ nữ nhân, sao chúng ta hỗn độn huyết ma tộc, công chúa điện hạ đều muốn đẹp mắt. Nàng huyết dịch cũng nhất định uống rất ngon. Ân. Ừ. Tóc dài trong suốt, phấn hồng sắc màu tiểu nha đầu, cái má nâng lên, phẫn nộ mắng, lập tức cút cho ta. Đừng cho là ta, tiểu vô Nguyệt, dễ khi dễ ha ha a à. kích cỡ cao lớn chút hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu hung hăng ngang ngược cười lạnh sải bước đi ra tiểu muội muội đừng sợ ngươi như thế đáng yêu xinh đẹp chúng ta có thể không đành lòng lập tức uống sạch ngươi máu tươi đem ngươi nhốt lại chậm rãi nhấm nháp mới là phương thức tốt nhất còn dám tiến lên một bước ta sẽ không khách khí tiểu vu nguyệt đại mi nhíu lên trịnh trọng việc cảnh cáo nói không khách khí lại như thế nào Ngươi như thế yếu đuối, làm bị thương chúng ta một ngón tay sao? Đứng ở nguyên địa nhìn náo nhiệt, hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, không kiên nhẫn quát, ngươi nhanh một chút. Bắt lấy nữ nhân này sao, chúng ta liền đi tìm cái khác tộc nhân đi. Tốt, tốt. Nghe vậy, người cao hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, phía sau ngập trời huyết hải dâng lên. Cái kia sợ hải cấm kỵ, và thiên tế Nhật Thanh Thế có thể khiến cho phổ thông nửa bộ thần bột cảnh cấp bậc cường giả cũng nhìn mà dừng lại trung sợ kinh hãi hô ký khí xì một nước bọt tiểu vô nguyệt hai tay khép lại bày ra riêng biệt cổ lão ấn ký môi anh đào khởi động phát ra khó lường nguyên thủy tiếng ngâm sướng linh vu cấm thuật nghịch chuyển âm dương địa ngục đại môn mở đông 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 ngâm sướng mới thôi vạn dặm đại địa, phá thành mảnh nhỏ, than sụp đổ rơi. Một cái chiếm cứ ngàn vạn la sát ác ma đồ án hắc ám đại môn, đội đất mà lên. Không cách nào nói rõ, hải tâm hồn người địa ngục khí tức, trùng điệp trùng trùng, trùng điệp điệp, sóng lớn mãnh liệt, chồng chất ở hắc ám ngoài cửa lớn. Ngay sau đó, hắc ám đại môn rộng mở. Ẩm vang. Phá vỡ nhận biết, kinh khủng kình thiên sinh vật, một đầu sát bên một đầu, từ địa ngục đại môn bên trong đi ra mười mấy vạn mét cao bạch cốt thần ma. Toàn thân phun ra nuốt vào ra địa ngục hắc vụ, đôi mắt màu đỏ tươi địa ngục phi cầm. Còn có ba bốn trăm ngàn mét dài, lân phiến cung điện sơn phong lớn nhỏ địa ngục cự mãn. Nói tóm lại đây, tiểu nha đầu một chiêu này, linh vu cấm thuật. Địa ngục đại môn phóng xuất ra hình ảnh, vô cùng nhường nhuyễn, không gì sánh kịp chấn hồn phách người, kinh khiếp quỷ thần. T. Người cao hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, tê cả da đầu tâm như hến hắn chết cũng không nghĩ ra cái kia sở sở đáng thương điên đảo chúng sinh tiểu nha đầu phiến tử ở một buổi có thể thể hiện ra loại này không thể tưởng tượng nổi siêu phàm lực lượng hống hống đến từ địa ngục thâm nguyên gào thét cho cái này phong thần chi chiến không gian đắp lên một tầng bóng ma thành trăm hơn ngàn tôn địa ngục sinh linh bao quanh bao vây hai cái hỗn độn huyết ma tộc thanh niên liền nói cái kia mười mấy vạn vĩ ngạn bạch quốc thần ma a một quyền vỗ xuống có thể giết chết trọng thương nửa bước bản nguyên thần bột cảnh hai cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên ở nhiều như vậy địa ngục sinh linh vây công dưới nhảy nhót không đến thời gian uống cạn nửa chén trà liền máu me đầm đìa tần lâm tử vong đáng giận a yêu nữ ngươi chờ kinh cũng phẫn nộ mắng lấy hai cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên thi triển ra đặc thù bí pháp, biến thành huyết quang, trốn tới phương xa. Hì hì. Mạo phạm ta, tiểu vu nguyệt, còn muốn chuồn mất. Tinh nịch tiếu mị nháy nháy mắt. Tiểu nha đầu tay ngọc vung lên. Hoa lạp lạp. Trong hư vô, hai đầu linh vu xiền xích vượt qua cự ly, cuốn quanh ở hai cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên nhục thân thể phách bên trên. a à, cái này. Đây là cái gì? hai cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên hồn phách bị cái kia tinh vu xiền xích cưỡng ép bóc ra rút ra chôn vùi đến thần bí địa ngục chỗ sâu vĩnh viễn không ngày nổi danh hời hợt giải quyết đối thủ sau tiểu nha đầu nhìn một chút tứ phía bát phương lầm bầm nói ta muốn nhanh một chút tìm tới đại ca ca hôm sau một nam một nữ ở một tòa tươi tốt cổ lão nguyên thủy sâm lâm bên trong tìm được liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao nhìn xem hình dạng mị hoặc thân tập liệt diễm váy dài nữ hài tần thiên buồn cười ngươi tránh ở đây làm cái gì chờ ngươi tìm ta a à? hỏa giao trả lời tráng lệ vô tận tan nát thần bí phong thần chi chiến không gian một tòa khí tượng trong dãy núi nguyên thủy nhìn phía trước liệt diễm váy dài thiếu nữ tần thiên im lặng nói chờ ta tìm ngươi ngược lại là không ngu hừ bản thánh nữ nhạy bén Hỏa giao giải thích nói, cái này phong thần chi chiến không gian bên trong, đâu đâu cũng có hỗn độn huyết ma tộc, thiên tài. Ta nếu là gặp bọn họ làm sao bây giờ? Tìm yên lặng địa phương an toàn giấu đi, chờ ngươi chủ động tới tìm ta là càng thích đáng lựa chọn. Nói như vậy, ngươi là biết rõ ta ở ngươi thể nội lưu lại tiêu ký sự tình. Tần Thiên thử hỏi. Ân. Hỏa giao đầu hơi gật. Được, liền như vậy đi tần thiên quay người hướng đi nơi xa còn lại liền là ma giáo đại tiểu thư đông phương khê tiểu nha đầu tiểu nha đầu có thể phóng tới cái cuối cùng vì cái gì đem tiểu nha đầu phóng tới cuối cùng hỏa giao không rõ ràng cho lắm ha ha tần thiên khoan khoái cười to quán thầm ma giáo đại tiểu thư đông phương khê mặc dù đều tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh nhưng nếu là gặp được hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít tiểu nha đầu liền bất đồng cái này tiểu quái vật hỗn độn huyết ma tộc đụng phải hắn mới là không may núi non trùng điệp núi non trùng điệp bành long bành long bỗng nhiên một đoàn phong bạo nổ tung đem mảng lớn hoa thảo thụ mộc biến thành bọc nước mảnh vỡ một cái váy đỏ vũ mị tuyệt đại tịnh lệ nữ tử từ trong hỗn loạn bay ra nhưng rất nhanh mấy đạo thân ảnh liền chắn phía trước nhân loại nữ nhân ngươi chạy chỗ nào a à? ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a à? đem ngươi máu tươi cống hiến cho chúng ta đúng vậy a à, chỉ cần ngươi thành thành thật thật chúng ta sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ đáng giận ma giáo đại tiểu thư đôi mắt đẹp trầm trọng phía trước năm cái hỗn độn huyết ma tộc thiên tài đều là nửa bước bản nguyên thần bột cảnh chính mình mới cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước đơn đã độc đấu, đều không có chiến thắng nắm chắc. Lấy một địch năm, càng là thiên phương dạ đàm. Khạch khạch. Cầm đầu hỗn độn huyết ma tộc thanh niên thiên tài, nói, không nên suy nghĩ lung tung, ngươi chạy không ra ta lòng bàn tay. Nói cho ngươi, ta không chỉ là nửa bước bản nguyên thần bộc cảnh. Thể nội còn chảy xuôi theo thanh đồng cấp quý tộc huyết mạch. Một trăm cái các ngươi nhân tộc, nửa bộ thần bộc cảnh tu sĩ, cũng không phải ta địch thủ. Cùng vọng. Ma giáo đại tiểu thư khẽ nói, đợi ta phu quân đến, các ngươi liền biết rõ lợi hại. Ngươi phu quân. Thanh đồng quý tộc huyết mạch, hỗn độn huyết ma tộc, thanh niên thiên kiêu, nghi hoặc hiếu kỳ, hỏi, ngươi phu quân là ai vậy? Liền là cái kia tầng thiên. Ở phong thần chi chiến không gian bên ngoài, cùng các ngươi hỗn độn huyết ma tộc công chúa phát sinh ma sát người. Ma giáo đại tiểu thư lạnh lùng trả lời. T. T. Tự nhiên là tiểu tử kia. Mấy cái hỗn độn huyết ma tộc thiên tài đưa mắt nhìn nhau, bằng không tốt như vậy. Chúng ta lợi dụng nữ nhân này, đem cái kia gia hỏa dẫn đến nơi này. Lại bắt hắn lại, khiến cho huyết vũ, huyết thần hai vị công chúa điện hạ. Tất nhiên sẽ lấy được trọng thưởng. Ý kiến hay. Cầm đầu hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, xuất ra một đạo huyết sắc phù lục bóp nát, chỉ cần là chu vi trăm vạn dặm bên trong tộc nhân, đều có thể tiếp thu được cái này huyết ma phù lục triệu hoáng đến lúc đó thiên la địa võng cái kia yêu nghiệt mơ tưởng chạy ra tìm đường sống ba ngày đi qua tần thiên tìm được đông phương khê một bộ áo bào trắng ninh tỉnh chỉ thủy ưu nhã mỹ lệ nữ tử liền an an tỉnh tỉnh tọa ở một đầu dòng suối trước nhìn thấy tần thiên tìm tới cũng không bao nhiêu giật mình ý tứ chậm rãi đứng dậy nói ma giáo đại tiểu thư tiểu nha đầu đây Kế tiếp liền là ma giáo đại tiểu thư Không cần lo lắng Khóe miệng cười cười Tần thiên lợi dụng thất giai thiên sinh nhãn Đồng lực khóa được ma giáo đại tiểu thư Vị trí Cổ lão xâm nhiên sơn mạch Cô tịch quỷ dị Điểu tước ve kêu Hoa thảo chập chờn âm thanh Đều là nghe không được Sư Sư Lãng phí một ngày một đêm tìm tới nơi này tần thiên Nhìn một chút Lúc này lông mày dựng thẳng lên Lạc hỗn độn huyết ma tộc sàn sạc sàn sạc. Cây rừng rung động, mặt đất đổ sụp. Lập tức toát ra trên trăm đạo thân ảnh. Khí tức đến xem, không ngoài sở liệu, chính là hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu. Khuôn mặt trắng bệt ma giáo đại tiểu thư, bị tỏa liên buộc chặt, nhìn thấy phía trước thanh niên, tức khắc ủy khuất hô. Phu quân. Bình thường thời điểm, rất không nói đạo lý nữ tử, lúc này. Dĩ nhiên khóc. Tần thiên trong lòng quặn đau, Sắc mặt xưa nay chưa từng có âm chìm xuống trồng có vẫy ngược Chạm vào hẳn phải chết Bản thân nghịch lân Liền là bên cạnh bằng hữu Cùng bản thân nữ nhân Chẳng cần biết hắn là ai Phàm là chạm đến bản thân cấm kỵ Vậy liền phải bỏ ra gấp 10.000 lần đại giới Tiểu tử Đây là người nữ nhân A Muốn nàng mạng sống mà nói Lập tức quỳ xuống, thúc thủ chịu trói Một cái hỗn độn huyết ma tộc Thiên kiêu thanh niên lớn tiếng cảnh cáo nói đừng sợ ta đây liền đem ngươi mang trở về chưa từng để ý tới hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên tần thiên nhàn nhã dạo chơi đi ra dừng lại ngươi còn dám tới gần một bước ta liền làm thịt nữ nhân này nắm lấy ma giáo đại tiểu thư ngoài thân xiền xích một mặt hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên trận mắt tròn xoe quát thất thập nhị biến định thân thuật một đạo diệu pháp bày ra Thiên Địa Lâm vào ngưng kết. Tùy theo khôi phục tự nhiên. Bạch Y thanh niên bên cạnh, lăng không nhiều hơn một cái nữ tử. Từ đầu đến cuối, cũng không ai thấy rõ ràng hắn là thế nào đem ma giáo đại tiểu thư mang về bên cạnh. 36 loại siêu cấp bản nguyên pháp tắc một trong thời gian bản nguyên pháp tắc. Hắn dùng thời gian bản nguyên pháp tắc cầm giữ thời gian. Cầm bá khí trường kích, thể phách cường tráng, hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, mở miệng quát mọi người cẩn thận. Tiểu tử này có thể sử dụng thời gian bản nguyên pháp tắc, chế tạo một sát na giam cầm, ngàn vạn không thể thả chạy hắn. Trăng rắc. Đem ma giáo đại tiểu thư ngoài thân xiền xích giải khai. Tần thiên vỗ vỗ nữ hài vai, là lấy an ủi. Tiếp theo, ánh mắt sát cơ thông thiên, gần từng chữ, chạy. Hiểu được nha. Tổn thương ta nữ nhân là cái gì hạ tràng. Không đem các ngươi đều giết sạch hầu như không còn, ta là sẽ không rời đi. Hải tâm hồn người thanh âm, chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Ngươi, ngươi tiểu tử đừng hư trương thanh thế. Ở đây 103 tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, đều là nửa bước bản nguyên thần bột cảnh. Ta hay là thân mang bạch ngân quý tộc huyết mạch hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, chiến lực vô hạn sánh ngang bản nguyên thần bột cảnh. Ngươi liền là tinh thông bản nguyên thời gian pháp tắc, cũng tạo thành không có bao nhiêu gợn sóng. Cầm trường kích thần binh, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, khắp nơi phun ra một đống. Ha ha ha. À. Như vậy nửa bức bản nguyên thần bột cảnh, bên ngoài thêm một phần bạch ngân cấp quý tộc huyết thống. Đã làm cho ảo diệu tần thiên dẻo cực. Tăng thêm cái kia tự xưng có bạch ngân quý tộc huyết thống, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên. Nơi này tổng cộng là 104 hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu. Tần thiên con người lạnh thấu xương cuồn cuộn sát ý, không cần nói cũng biết. Động thủ. Chịu không được bị người trước thẩm phán bể nghệ ánh mắt quan sát. Bạch Ngân cấp quý tộc huyết thống, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, phát ra gào thét. Quanh. Quanh. Hồng hộc. Tiên diễm mỹ lệ huyết sắc quan mang, góp gió thành bão, biến thành uông dương đại hải. Quy mô mênh mông huyết sắc hải dương bên trong, lắng động lấy đến mãi không hết trắng tinh bạch cốt phổ thông nửa bước bản nguyên thần một cảnh cường giả, ở nơi này hơn 100 tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu công thế lực lượng trước. Sợ là trong chớp mắt, liền sẽ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại a. À. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, thành công mở ra thiên mã tọa thánh y. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, thiên mã tọa thánh y vì anime thánh đấu sĩ bên trong thánh y một trong. Ký chủ mặt sau trên phạm vi lớn tăng lên chiến lược phòng ngự Trong lúc đó thu hoạch được Siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền, kỹ năng Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống Nhắc nhở ký chủ Thành công mở ra ác ma chi dực Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống Nhắc nhở ký chủ Ác ma chi dực là địa ngục đại ác ma Vẫn lạc sau khi chết lưu lại cánh Ký chủ mặt sau Trên phạm vi lớn tăng lên tốc độ Trong lúc đó thu hoạch được Ác ma gió bão, kỹ năng Hắc ám sắc bén Thế lương băng lãnh ác ma chi dực phía sau chấn động cùng ác ma chi dực hoàn toàn tương phản tràn đầy quan minh thần thánh cảm giác thiên mã tọa thánh y thiên y vô phùng bao vây lấy thân thể Tầng thiên tốc độ ở ác ma chi dực thôi thúc dưới mau lẹ đến không thể tưởng tượng nổi biên độ là rất nhiều nửa bước bản nguyên thần bột cảnh tu sĩ đều theo không kịp không cách nào ra hai bên siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền ác ma quả thực Goro Goro no mi, một ức vôn, lôi long. Ác ma quả thực, Goro Goro no mi, một ức vôn, lôi điểu. Ác ma quả thực, Goro Goro no mi, một ức vôn, lôi thú. Một bên quay mũi ung dương huyết hải thôn vệ. Tần thiên cũng là phát ra kỹ năng đã kích. Bành. 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 Hừng hực lóa mắt siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền từ ác ma quả thực Koro Goro, Goro nô no Mi năng lượng bệnh ra ba đầu lôi đình cự thú. Quy lực cường thịnh bành trướng, đem cái kia huyết sắc hải dương mạnh mẽ tan rã một phần mười. Hô hô! Một hít một thở, ngược dòng tìm hiểu lấy một loại nào đó quy củ. Tinh khí thần, tranh tranh vù vù. Khí thôn lục hợp bát hoang, bể nghệ chư thiên vạn giới. Tần thiên đứng ở trên cửu tiêu, ở thiên mã tọa thánh y, ác ma chi dực, chiếu rọi, như là tụ tập quang minh cùng hắc ám làm một thể chúa tể thần vương. Bản nguyên thế giới, tứ tự chân ngôn, thứ nhất, phá. Bản nguyên thế giới, tứ tự chân ngôn, thứ hai, diệt. Bản nguyên thế giới, tứ tự chân ngôn, thứ ba, chết. Ba đạo chân ngôn tự tích, hoành không xuất thế, lần thứ hai đem cái kia khuyết sắc hải dương táp chế vỡ vụn một bộ phận. Đáng chết. Ta còn không tin, hắn một người, có thể lật trời chảy xuôi theo bạch ngân quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên đã chọn thời cơ toàn lực ứng phó nhào tới thanh niên phía sau một chưởng xuống tức vạn huyết sắc quan mang nhảy lên thất thập nhị biến định thân thuật ác ma quả thực ni kiêu ni kiêu no mi siêu cấp đại phản đạn ác ma quả thực ni kiêu ni kiêu no mi liên tục sống xung kích một tơ một hào bối rối đều không có so với cái này còn khẩn trương vi diệu thế cục tần thiên đều đi qua bao nhiêu lần ầm vang ầm ầm thất thập nhị biến định thân thuật trong giam cầm ni kiêu nô mi lực lượng đem hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên đánh bay mấy ngàn mét xa thể phách bên trên không lưu lại bao nhiêu vết thương có thể cảm giác nhục nhã nhưng cái này có mang bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên khí cấp bại phôi nổi trận lôi đình a à, cẩu tạp toái ta không giết ngươi, thề không phải người. Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ. Nhắc nhở ký chủ triệu hoán tạp phiến đạo cụ, trưởng thành thuộc tính tuyên bố chỉ thị. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự đại địa chi mẫu nữ qua nương nương, pháp bảo ngũ thải bổ thiên thạch. Kỹ năng ngũ thải bổ thiên thuật, ngũ thải phong ấn thuật trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự tề thiên đại thánh tôn ngộ không, binh khí như ý kim cô bổng. Kỹ năng thất thập nhị biến, cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh. Trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự thiên bồng nguyên soái trư bát giới, binh khí cửu sĩ đinh ba kỹ năng thiên cương tam thập lục biến trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ đại đường cao tăng đường huyền trang tọa kỵ bạch long mã pháp bảo tử kim bát kỹ năng phổ độ chúng sinh khẩn cô chú phật pháp vô biên trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ anime thất long châu bóc một trong hoàng kim hình thái phi gia đại vương kỹ năng siêu tân tinh phá phôi cầu hoàng kim năng lượng đạn trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ anime hokage ninja làng lá hyuga nhất tộc bạch nhãn công chúa hyuga hinata kỹ năng bạch nhãn nhu quyền pháp song sư quyền thuật chữa thương trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ cứu cực thể Digimon di mon ophanimon kỹ năng thần thánh chi quan sinh mệnh chi thụ thủy tinh trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự chiến thần hình thiên binh khí kiền thích kỹ năng hình thiên vũ cán thích trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ Anime Hokage Ninja Akatsuki thành viên tiểu nam, kỹ năng thần chi chỉ giả chi thuật, thức chỉ chi vũ thần phạt, chỉ phân thân thuật, chỉ thủ lý kiếm. Trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại của sự đạo gia tam thanh một trong thái thượng lão quân, pháp bảo bát quái lô, kỹ năng nhất khí hóa tam thanh. Trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự cửu thiên huyền nữ. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự nguyệt cung tiên tử hàng Nga. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, anime vua hải tặc thất vũ hải nữ đế hang cốc. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, hải nước hải dân tô đắc kỷ. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Pokemon Pikachu, kỹ năng ngàn vạn vuông, lôi điện đã kích, sấm sét vang dội trước mắt lớn lên thành cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. U ám không sáng dưới bầu trời, một mảnh yên tĩnh. Chảy xuôi theo bạch ngân quý tộc huyết mạch, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, thoảng qua sợ run. 15 cái lăng không phơi bày ra yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật. Biểu hiện mặt mũi nhìn, chỉ là cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước đỉnh phong tu vi. Nhưng lại có thể cho hắn mang đến uy hiếp cảm giác. Cái này khiến hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên rất là rung động, không dám tin tưởng. Hỗn độn huyết ma tộc thành viên sinh ra tới thì có lấy kiên cố không phá vỡ nổi thể phách cùng bạo khắc máu bản chất. Chiến lực so với đồng gia nhân loại xuất sắc hơn nhiều. Nắm giữ quý tộc huyết mạch, hỗn độn huyết ma tộc thành viên, chiến lực càng thêm đỉnh cấp. Thanh đồng cấp quý tộc huyết mạch tương đối phổ biến, cũng là nhiều nhất. Bạch ngân cấp quý tộc huyết mạch có thể liền là vạn người không được một, lác đác không có mấy. Hoàng kim cấp quý tộc huyết mạch, chỉ có thể là hỗn độn huyết ma tộc, công chúa các hoàng tử, mới có thể nắm giữ. Nói tóm lại đây, có mang bạch ngân cấp quý tộc huyết mạch, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, hắn có tự tin, không cần tốn nhiều sức bóp chết đại lượng, nửa bước bản nguyên thần bột cảnh, nhân tộc thiên kiêu. Bây giờ đây, nhưng cái kia tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh cấp bậc tiểu tử đánh bay không nói, cái này không có dấu hiệu nào đi ra 10 cái hình thù kỳ quái nhân vật Cũng là tu vi không bằng bản thân dưới tình huống Có lây hồn phách người thần bí lực lượng Nghĩ tới cái này Hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên liền là khóe mắt muốn nứt Hận thấu xương, đáng giận nhân loại Ngươi chết không yên lành Liền là ngươi đem một tôn thần linh cảnh giới Nhân tộc thiên kiêu chuyển tới Ta cũng sẽ không sợ ngươi Ha ha Hắc ám băng lãnh ác ma chi dực ở sau lưng chấn động. Tần Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV ánh mắt lạnh thấu xương, phải không? Pikachu Bàn tay lớn nhỏ, màu vàng nhạt da lông, đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn hệ thống triệu hoán nhân vật Pokemon Pikachu nhảy lên nằm ở Tần Thiên đầu vai. Trăng rắc Trăng rắc Một giây sau, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hình ảnh xuất hiện. Ngơ ngác nho nhỏ Pokemon Pikachu, cái đuôi quét ngang, sợ đánh ra sấm chớp, cực đoan tính phá hư hừng hực, Hủy diệt bát hoang A à. linh 103 tên nửa bước bản nguyên thần bộc cảnh cấp bậc Hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu Không chịu nổi hắn uy Loạn choạng lui lại Yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật Đều có lấy vượt cấp khiêu chiến tiềm lực Pokemon Pikachu khoe oai qua đi Người khoác kim giáp lượng đường đường Hỏa nhãn kim tinh sáng long lanh tề thiên đại thánh tôn ngộ không Dơ lên thần binh như ý kim cô bổng Quanh Quanh một gậy xuống dưới, đại địa thất linh bát toái. Mênh mông nguyên thủy sơn mạch, đều là lâm vào các bay đá chạy, hủy diệt bừa bộn bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm. Chợt, tay áo bồng bềnh, không ăn khói lửa cửu Thiên Huyền Nữ, cầm cửu Thiên Huyền Nữ kiếm, uyển chuyển nhảy múa. Phát hỏa ra sáng lạng trong suốt kiếm quang, ở một cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, trắng như sắc đá thể phách bên trên, lưu lại rơi thấy máu vết thương. Đáng chết một cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu không cam lòng xông về cửu thiên huyền nữ đi tần thiên há có thể khoanh tay đứng nhìn ống tay áo phía dưới một nguồn máu tanh hừng hực ấn ký bắn ra âm vang ầm thanh thúy tiếng nổ vang di lưu không tiêu tan nhào về phía cửu thiên huyền nữ hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu cái óc bị hung hăng đập tức khắc đầu rơi máu chảy kêu trên không thôi Phiên thiên ấn, tần thiên bên miệng ngậm lấy cười tà. Thường Nga bôn nguyệt. Dung nhan khoáng thế, thoát trần tú lệ, không kém hơn cửu thiên huyền nữ hằng Nga tiên tử, phát ra một đạo trong sáng to lớn nguyệt bàn. Bành. Bành. Đầu rơi máu chảy, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, nhưng đạo này kỹ năng thần thông áp bách, ngã vào mặt đất. Tầng tầng lớp lớp bụi bặm liên tục dâng lên. Siêu tân tinh phá phôi cầu thần chi chỉ giả chi thuật thần thánh chi quan sinh mệnh chi thụ thủy tinh hoàn toàn khác biệt quan mang nở rộ lạc hoàng kim hình thái phi gia đại vương tiểu nam muội tử cứu cực thể đi di mon ophanimon cùng một chỗ thả ra kỹ năng a à, không ngược lại ở trong vũng máu hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên đau khổ gào thét cuối cùng phá thành mảnh nhỏ thân tử đạo tiêu nửa chén trà nhỏ tình cảnh không có. Mấy cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, hoàng mỹ phối hợp xuống, vượt cấp mặt sát một cái nửa bước bản nguyên thần bột cảnh cấp bậc hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu. Nhìn từ đầu tới đuôi, bạch ngân quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, tỉnh như ve mùa đông, lông tơ căng căng dựng thẳng. Nội tâm chỗ sâu. Mơ hồ có chút hối hận, phản phất không nên tới cùng cái này yêu nghiệt là địch. Lôi thần, siêu cấp địa bạo thiên tinh thất giai thiên sinh nhãn đồng lực lại một lần toán loạn hoành tẩu tần thiên dùng đồng lực dẫn dắt từng khỏa già thiên tế nhật quay quanh lóa mắt lôi điện địa bạo thiên tinh thiên thạch từ cửu tiêu sau rớt xuống thất thập nhị biến định thân thuật giam cầm ông ông thời gian nhường dừng lại lại nói tiếp đem càng không hoàng vũ đều bao lấy lôi thần địa bạo thiên tinh thiên thạch đem hơn một trăm tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu mai táng đến sụp đổ đại địa phế tích dưới. Hoa lạp lạp. Xen lẫn lôi mang cuộn sóng, chậm chậm kết thúc. 103 tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, mình đầy thương tích, từ lôi thần địa bạo thiên tinh thiên thạch phế tích chỗ sâu lướt đi. Giết. Giết hắn. Bạch ngân quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, phát điên hô lớn. Thế nhưng lần này, hơn 100 tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, không có dựa theo hắn phân phó làm việc mà là cứng tại chỗ nơm nớp lo sợ run rẩy ha ha a à. tần thiên ngửa mặt cười to các ngươi hỗn độn huyết ma tộc không phải tự cho là ngạo áp đảo ta nhân tộc sao làm sao sợ hãi hỗn trướng một nhóm phế vật mắng một tiếng bạch ngân quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên tự mình xuất mã triển khai thần thông Hỗn độn huyết ma thuật 1. Huyết hải cuồng cuồng Hỗn độn huyết ma thuật 2. Huyết ma thủ Hỗn độn huyết ma thuật 3. Huyết ma thôn thiên Từ xưa đến nay, hỗn độn huyết ma tộc đều không có người đi tu luyện lòe lòe thủ đoạn. Bọn họ, hỗn độn huyết ma tộc có bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tuyệt thế vô cùng, cửu đại hỗn độn huyết ma thuật. Chính đạo hỗn độn huyết ma thuật, tu vi càng là cao đoan hỗn độn huyết ma tộc thành viên, học cũng càng nhiều đồng thời trưởng khống chính đạo hỗn độn huyết ma thuật chỉ có hỗn độn huyết ma tộc chí cao vô thượng vương hoa lạp lạp phô thiên cái địa tiên diễm sợ hãi huyết hải cuồn cuộn giống như máu tươi tưới nước mà ra huyết ma thủ còn có thôn vệ tất cả thế không thể đỡ huyết ma thôn thiên bạch ngân quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên phát ra cái này ba đạo hỗn độn huyết ma thuật mạnh mẽ cấm kỵ là rất nhiều nửa bước bản nguyên thần bột cảnh cường giả đều sẽ cúi đầu xưng thần chạy trối chết thanh thế ầm 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 ba đạo quỷ dị sợ hãi hỗn độn huyết ma thuật thành kỹ giác tư thế phạm vi cuồn cuộn làm cho người không chỗ có thể trốn bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên điên cuồng gào thét nhân loại ta xem ngươi chạy thế nào thất thập nhị biến định thân thuật ác ma quả thực ni Nikyu -ni no Mi, siêu cấp đại phản đạn. Ác ma quả thực, ni Nikyu -ni no Mi, liên tục sóng xung kích. Không có mảy may bối rối. Tần Thiên dùng thất thập nhị biến định thân thuật, dừng lại thời gian, bao quát cái kia ba đạo hỗn độn huyết ma thuật. Bóng câu qua khe cửa, chớp mắt mất đi bên trong. Lại dùng ác ma quả thực ni Nikyu -ni no Mi lực lượng, ở cái kia hỗn độn huyết ma thuật bên trên xé mở một đạo khe liệt phùng cuối cùng mượn nhờ các ma chi dực thôi động xuyên qua cái này khe khe hở bởi vậy vừa đến ba đạo hỗn độn huyết ma thuật xem như mất đi mục tiêu lung lay sắp đổ ở thiên không bên trên nổ tung lên bành hồng hộc hỗn loạn từng đợt từng đợt diễn ra một chén trà thời gian mới là tan thành mây khói không còn tồn tại bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên ngây ra như phỏng ngươi ngươi là như thế nào tránh thoát ta hỗn độn huyết ma thuật ken ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ mở ra yêu nghiệt hình thái chúc mừng ký chủ thu hoạch được 11 vạn bội điểm chiến lực công suất nhắc nhở ký chủ mở ra thất giai thương lam sắc super sai gian hình thái chúc mừng ký chủ thu hoạch được 14 vạn bội điểm chiến lực công suất nhắc nhở ký chủ mở ra bất bại chiến long huyết mạch Nhắc nhở ký chủ mở ra Vasto Ichigo hình thái, thu hoạch được kỹ năng hủy diệt bào hao. Nhắc nhở ký chủ mở ra thập vĩ Jinchuriki hình thức, thu hoạch được kỹ năng thập vĩ vĩ thú ngọc. Tầng tần yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực mở ra. Thương lam tóc dài, xung quanh chập chờn, không mất yêu tà vận vị. Tần thiên nắm chặt lại nắm đấm, chuyên tâm chịu chết đi, hỏi nhiều vấn đề như vậy, lại có ý nghĩa gì? Thương lam sắc, siêu cấp long quyền bạo phát, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thương Lam Sắc, siêu cấp Kamehameha. Hai đạo kỹ năng, một trước một sau, vạch phá vạn cổ thanh thiên. Vô luận lạc Long Quyền bạo Phát, vẫn là Kamehameha, đều có thể đơn độc gạt bỏ bình thường nửa bước bản nguyên thần bột cảnh. 15 cái hệ thống triệu hoán nhân vật cũng không có nhàn rỗi. Màu hồng nghe thường, hại nước hại dân, trầm ngư lạc nhạc tô đắc kỹ, hai tay giao nhau khép lại, cười quyến rũ nói, yêu hồ hỏa diễm. Xì xì xì. Tử sắc yêu hồ hỏa diễm, từ từ bay lên, cấp tốc bành trướng. Thạch hóa chi thuật. Cao gầy, tuyệt đại, sườn xám, tóc xanh ngang eo nữ đế hang cốc, phát ra có thể đem vạn vật sinh linh biến thành thạch đầu ái tâm tia sáng. Ngũ thải phong ấn thuật. Tiếp theo là đại địa chi mẫu nữ hoa nương nương. Nâng lên sóng nước lấp loáng, ngũ thải bổ thiên thạch. Điêu khắc sơn xuyên đại hà, tinh thần nhật nguyệt pháp bảo bát quái lô bên trên tiên phong đạo cốt thái thượng lão quân mặc niệm pháp quyết đạo gia diệu pháp nhất khí hóa tam thanh bởi vì tầng thiên cùng 15 cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật thế công mênh mông rộng lớn thiên địa lâm vào mưa gió phiêu bạc bên trong cùng lúc đó rất xa một tòa trên gò núi cùng phong gào thét tàn phá bừa bãi lạnh thấu xương một cái phấn hồng dài bạn thân cô nương thở hồng hộc, vỗ vỗ phình lên ngực, quay đầu nhìn lại, phẫn nộ nói, đừng đuổi theo. Kiệt 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 ngươi là bản hoàng tử để mắt tới con mồi, chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi bắt tới tay. Một đầu giữ tận thủy thú, đạp không mà đến. Đứng ở cái này cự thú đỉnh đầu, là một người mô hình cẩu dạng, tuấn lãng tàn khốc thanh niên nam tử. Hắn là lần này tới phong thần chi chiến, hỗn độn huyết ma tộc, rất nhiều trong hoàng tử trong đó một cái. Đi tới phong thần chi chiến không gian sau, chính là không ở áp chế nội tình, nhất cổ tác khí bước vào bản nguyên thần bột cảnh. Hiện bây giờ là thánh phẩm bản nguyên thần bột cảnh. Quan sát phía dưới trên gò núi, cái kia khuôn mặt hoàng mỹ, mỹ hoặc chúng sinh, không thể tưởng tượng nổi tiểu cô nương. Hỗn động huyết ma tộc hoàng tử, tham lam kích động nói chuyện nói bờ môi, một cái yếu đuối, sở sở đáng thương tiểu nha đầu. Dĩ nhiên từ hắn truy sát bên trong chạy một ngày một đêm nhưng bản thân thúc thủ vô sách hắn cũng đã dâng lên xưa nay chưa từng có phấn khởi cảm xúc cái này tiểu nha đầu phiến tử nhất định phải bắt tới tay đối phương trên người tất nhiên quấn quanh lấy cái gì ngập trời bí mật hơn nữa hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử thanh thanh sở sở ngửi được cái này phấn hồng dài bạn thân cô nương máu tươi là khó có thể miêu tả mỹ vị hắn sống lớn như vậy bản nguyên thần linh huyết dịch cũng không thiếu uống qua nhưng là không thể cùng nữ hài kia đánh đồng với nhau. Vương bác đảng Cắn cắn răng ngà, tiểu vô nguyệt nhìn một chút vô biên vô hạn đại địa, nói, ngươi bắt không được ta. Ha ha a, à. Có thể hay không bắt được ngươi, là bản hoàng tử sự tình, không nhọc ngươi phí tâm. Hung hăng ngang ngược cười lạnh, hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, vung tay lên. Bao lấy vạn dặm huyết hải, ô áp áp trấn áp xuống. Linh vu cấm thuật, linh vu na di. Tiểu nha đầu thân thể mềm mại lấp lóe, hư không tiêu thất. Lại là chiêu này. Hung thú đỉnh đầu, hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử trợn mắt tròn xoe, truy. Ngao ngao. Ngầm hiểu, hung thú vắt hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, truy về phía chân trời. Lôi thần, minh vương năng lượng cầu. Lôi thần, ác ma gió bão. Chém giết còn tại trình diễn. 104 tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, chết đi 10 cái. Tần Thiên cùng 15 cái hệ thống triệu hóa nhân vật thì là lông tóc không thương. Đây là ngưỡng trượng thất thập nhị biến định thân thuật, duyên cớ. Thế cục, càng ác liệt, không thể vãn hồi. Bạch Ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, bức bất đắc dĩ, trong tay nhảy ra một đạo huyết sắc pha lê cầu. Đó là hỗn độn huyết ma châu. Hỗn độn huyết ma tộc mấy chục tên thiên kiêu, mừng rỡ như điên, ha ha sớm nên như thế chỉ cần bóc nát cái này hỗn độn huyết ma châu cái kia tiểu tử chỉ có thể là một con đường chết cảm giác nguy cơ dập dần trong lòng tần thiên đã ngừng lại thân hình nhìn xuống cái kia hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên hỏi đây chính là ngươi lá bài tẩy khạch khạch bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên nghiến răng trắng răng trả lời không phải vạn bất đắc dĩ ta mới sẽ không xuất ra hỗn độn huyết ma châu đến một trăm vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu vừa đầu vào các ngươi nhân tộc phong thần đại chiến bên trong chỉ có bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hoàng kim cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu mới có thể lấy được một mai hỗn độn huyết ma châu mỗi một mai hỗn độn huyết ma châu đều bao hàm ta hỗn độn huyết ma tộc chí cao vô thượng vương trên người một dọc vương huyết hỗn độn huyết ma vương Tần Thiên nhéo nhéo chóp mũi, nhìn đến, là không thể để cho ngươi bóp nát mai này hỗn độn huyết ma châu, ta cũng không muốn tăng thêm biến cố. Uống. Hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu bàn tay phát lực, dự định bóp nát hỗn độn huyết ma châu, không cho đối phương có cơ hội ngăn cản bản thân. Thất thập nhị biến, định thân thuật. Quen thuộc thủ đoạn, cầm giữ thời gian. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu chuyển. Ta. Hỗn độn huyết ma châu bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên hai tay không biểu lộ sững người nho nhỏ hỗn độn huyết ma châu có một trăm vạn cân nặng nội bộ quanh quẩn cấm kỵ kinh khủng vận vị làm cho người tê cả da đầu tần thiên đem cái này hỗn độn huyết ma châu tạm thời thu nhập hầu bao ngoạn vị nói tốt ngươi còn có cái thứ hai hỗn độn huyết ma châu sao có chuyện lấy ra a à, trả lại cho ta Hai mắt xích hồng điên cuồng. Bạch Ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, không biết là lần thứ bao nhiêu đánh về phía nhân loại thanh niên. Trò chơi nên kết thúc. Tiếu Dung tán đi, tầng thiên ý niệm truyền đạt cho hệ thống. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, thành công triệu hoán thập tuyệt trận. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, thập tuyệt trận xuất từ phong thần diễn nghĩa, bao hàm thiên tuyệt trận địa liệt trận, phong hống trận, hàng băng trận, kim quan trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, dựa theo ký chủ mục đích tu vi lực lượng, có thể mở ra thập tuyệt trận, đệ nhất trận, thiên tuyệt trận, thập tuyệt trận, đệ nhị trận, địa liệt trận. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ thập tuyệt trận đệ nhất trận thiên tuyệt trận diễn tiên thiên số lượng được tiên thiên thanh khí nội tàng hỗn độn mấy, bên trong có tam thủ lá cờ, theo thiên, địa, nhân tam tài, tổng cộng kết hợp một mạch. Nếu người vào trận này bên trong, có lôi minh chỗ, hóa thành tro bụi, tiên đạo nếu gặp nơi đây, thân thể chấn làm vỡ nát. Ken tối cường yêu nghiệp thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, thập tuyệt trận, đệ nhị trận địa liệt trận, biến hóa đa đoan, nghi sương mù trùng điệp. Dù có ngũ hành thần tiên thuật, khó thoát hóa xương biến mây đen trận này ấn xuống đất đạo chi số bên trong dấu dày đặc chi thể chỗ phát hiện ẩn vọt tuyệt diệu biến hóa đa đoan nội ẩn một đạo hồng lá cờ chiêu động chỗ bên trên có lôi minh dưới có lửa cháy địa liệt trận tần thiên mừng rỡ giờ này ngày này bản thân nhất có uy lực ác chủ bài không thể nghi ngờ là thập tuyệt trận chỉ là thập tuyệt trận bên trên trận pháp muốn toàn bộ mở ra quả thực thiên phương dạ đàm cho tới nay Tần Thiên đều là dùng thập tuyệt trận thiên tuyệt trận giết địch. Không nghĩ đến, hôm nay có thể mở ra thập tuyệt trận, đệ nhị trận, địa liệt trận. Đông. 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 Rộng lớn thần thánh, nhìn mà than thở thập tuyệt trận trận bàn, từ tối tâm bên trong gạt ra. 15 cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, ăn ý tính chui vào đến trận mê huyễn bàn bên trong. Bọn họ đem tự thân lực lượng, toàn bộ dung nhập vào thập tuyệt trận trận bàn lộc cộc lộc cộc ở hấp thu 15 cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật lực lượng sau mơ màng ngủ say thập tuyệt trận trận bàn tỏa sáng thần thái quan mang vạn trượng chiếu rọi tứ hợp bát hoang vũ trụ càng khôn trận mê huyễn bàn bên trên hai mảnh trận pháp khu vực càng là nhảy cẩn hoang hô tranh tranh vù vù liền đến thử xem địa liệt trận thần uy a à. băng lãnh hát ám ác ma chi dực vỗ Tần thiên bản nhân cũng là đi tới thập tuyệt trận trận bàn bên trong. Hoa lạp lạp. Tiếng sấm, cùng loại với thiên tuyệt trận diễn sinh ra lôi minh. Quy uy sáng trực, hư vô phiêu miểu, xuyên qua tâm linh. Có thể cái này vô hình vô chất, địa liệt trận, tiếng sấm, lại bao vây lấy tính thực chất nóng bỏng hỏa diễm. Líp nha líp nhít, thành trăm hơn ngàn nói, lôi minh liệt diễm, từ thập tuyệt trận địa liệt trận bên trong bay ra. Lộng lẫy lấp lóe dưới tấm hình, giấu giếm hung uy. a à, đây là cái gì? Tám hơn 10 cái hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, trốn tránh không ra, bị địa liệt trận liệt diễm lôi minh đánh trúng, thân hình bắt đầu từng tất từng tất chôn vùi tiêu tán, hồn phách đều không phải dám thoát ly nhục thân. Một khi linh hồn ly thể mà ra, ắt phải nhiễm phải cái kia liệt diễm lôi minh, hóa thành hư không? Nhưng nếu là không bỏ qua nhục thân, cái này huyết nhục chi khu bị liệt diễm lôi minh biến thành bọc nước linh hồn lại làm sao có thể trốn được. Đây là một cái tiếng thối lưỡng nan lựa chọn. Cái kia bạch ngân quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên đều là không cách nào đem ngoài thân liệt diễm lôi minh hoàn hoàn toàn toàn bóp chết đi. Lợi hại Tần thiên động dung, cái này thập tuyệt trận, đệ nhị trận, địa liệt trận, quy lực. Ta phát huy ra bất quá là một bộ phận. Nhưng là so thập tuyệt trận, đệ nhất trận, thiên tuyệt trận, toàn bộ uy lực còn kinh khủng hơn tấm kỵ. Không. Đau thấu tim gan kêu rên, biến suy yếu. Một cái lại một cái, hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu, hồn phi phách tán, bị mất mạng. Hô. Hô. Máu thịt be bét, hấp hối, bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc, thiên kiêu thanh niên, tự biết khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát liền không dãy dụa, quán độc tập trung vào thập tuyệt trận trận bàn bên trong nhân loại thanh niên, quát, ngươi càng rỡ không được bao lâu. Phong thần chi chiến bên trên, nhân tộc thiên kiêu đều sẽ chết. Ta hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử công chúa, sẽ đem các ngươi nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. ồn ào. Tần thiên một ý niệm, thập tuyệt trận thiên tuyệt trận thả ra kiệt ngạo bất tuần, bá đạo hủy diệt tiếng sấm. Trăng rắc. Phốc phốc. Bạch ngân cấp quý tộc huyết thống hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thanh niên, huyết nhục văn tung tóe linh hồn vỡ nát. Lo liệu xong 104 tên hỗn độn huyết ma tộc, thiên tài, tần thiên thu hồi, thập tuyệt trận trận bàn. Đóng lại một hệ liệt yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực. Một bên khác. Phá không trong rủi hung ác thủy thú đỉnh đầu. Trong mắt hồng lưu lưu, hỗn độn huyết ma tộc, hoàng tử, theo đuổi không bỏ, tiểu nha đầu phiến tử. Bản hoàng tử nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần. Bị ta để mắt tới, lên trời xuống đất ngươi cũng chạy không thoát ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích bản hoàng tử thề sẽ không hại ngươi tính mệnh phi linh lung thân hình xê dịch lấp lóe phấn hồng tóc dài thiếu nữ mắng chờ ta và đại ca ca tụ hợp liền để hắn giết ngươi ha ha a à. nghe vậy hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử châm chọc khiêu khích ngươi đại ca ca lời nói thật nói cho ngươi các ngươi bản nguyên đại thế giới trung ương chi địa thập đại bản nguyên thần tộc thần nữ thánh tử bản hoàng tử đều không để vào mắt. Đồ đần. Ta đại ca ca sau cái kia cái gì thập đại bản nguyên thần tộc thiên tài lợi hại gấp một 100 trăm lần. Một nghìn lần. Xe dịch lấp lóe đến nơi xa. Tiểu vu nguyệt mất mấy môi anh đào, nói, tân Tại phương hướng nào? Vẫn tốt chứ. Áo trắng như tuyết, tần thiên đi tới ma giáo đại tiểu thư trước người. Không có việc gì. Trước đây không lâu, còn ủy khuất rơi lệ ma giáo đại tiểu thư giờ khắc này nét mặt tươi cười sáng lạng nói ta liền hiểu được ngươi sẽ không bỏ lại ta mặc kệ nói nhảm tần thiên cười yếu ớt mặc dù ngươi mạnh mẽ giả mang chút thế nhưng là ta nữ nhân vậy liền không thể mặc kệ ngươi ngươi ma giáo đại tiểu thư giận dữ ta nhanh đi tìm tiểu nha đầu a khương nguyệt nhi mở miệng nói ân tần thiên gật đầu ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, vượt cấp chém giết 104 tên hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu. Nhắc nhở ký chủ thu hoạch được 5.000 vạn điểm nguyên thủy kinh nghiệm trị ban thưởng. Nhắc nhở ký chủ thu hoạch được 4.000 vạn điểm nguyên thủy kim tệ trị ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp làm nhất chuyển thánh giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm nhất chuyển thánh giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển thánh cấp tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển vương giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển sơ giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển trung giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển cao giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cử chuyển thiên giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cử chuyển thánh cấp siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng đặc thù Pháp Thiên Tượng Địa Ken tối cường yêu nghiệp thăng cấp hệ thống Nhắc nhở ký chủ, tổ đội hình thức đang trong quá trình mở ra đồng đội lấy được được ban thưởng ban bố chỉ thị. Đồng đội ma giáo đại tiểu thư, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển trung giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Đồng đội Đông Phương Khê, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm, cử chuyển trung giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Đồng đội Khương Nguyệt Nhi, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt Tu Vi Cảnh Giới, cử chuyển cao giai thần phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm, cử chuyển thánh cấp tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Đồng đội Liệt Diễm Thần Điện Thánh Nữ Hỏa Giao, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển vương giai tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm nửa bước bản nguyên thần bột cảnh. Hệ thống kinh nghiệm trị ban thưởng phía dưới, đột phá tu vi, không có gì lạ. Có thể tần thiên cảm thấy hứng thú là cái kia kỹ năng đặc thù pháp thiên tượng địa. Ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống, nhắc nhở ký chủ, kỹ năng đặc thù pháp thiên tượng địa, có thể nháy mắt làm được thiên nhân hợp nhất, cùng vũ trụ thương sinh, chư thiên đại đạo, hòa làm một thể tiếp mà thân hình vạn trường, đầu nếu thái sơn, mắt như nhật nguyệt, miệng lưỡi lưu loát. Dơ tay nhấc chân, trông vùi hoàng vũ càng khôn, tức vạn sinh linh tạo hóa. Ta đi. Thân hình vạn trường. Tần thiên cười khổ, vỗ vỗ cái trán đây là rất có lực trung động, liền là mục tiêu quá lớn. Quy. Giọng nữ kinh hô. Một bộ liệt diễm váy dài, vũ mị sáng long lanh, liệt diễm thần điện thánh nữ, hỏa giao, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gào to nói không có dấu hiệu ta trực tiếp liền đột phá đến nửa bước bản nguyên thần bột cảnh đơn giản không thể tưởng tượng các ngươi giống như cũng đều đột phá đây là có chuyện gì khụ khụ không muốn nhất kinh nhất xạ ngạc nhiên ho khan một tiếng tần thiên thật có việc nói có lẽ là thời điểm đến một cách tự nhiên liền đột phá coi như là dạng này có thể chúng ta toàn bộ đều tấn thăng một phen tu vi. Hỏa giao bán tính bán nghi, chất vấn, vấn đề này, cùng ngươi có quan hệ. Không xong rồi đúng không? Trừng mắt một cái hỏa giao. Tần Thiên nói, căn cứ ta ở tiểu nha đầu thể nội lưu lại, đồng lực lạc ấn, đến xem. Nàng cự ly chúng ta còn rất xa. Việc này không nên chậm trễ. Khương Nguyệt Nhi kích động, nàng và tiểu nha đầu quan hệ, luôn luôn mật thiết không được nhìn xem tiểu nha đầu đời ở bên cạnh, trong lòng tự nhiên sẽ không an tâm, mặc dù biết rõ tiểu nha đầu hay là cái thủ đoạn khó bề phân biệt tiểu quái vật. Hưu Một ngựa đi đầu, tần thiên cướp hướng chân trời. Sau một hồi Một mảnh huyết quang, không trung rớt xuống. Màu đỏ tươi sáng lạng quang hoa tán đi, đi ra hai cái nữ tử. Một cái hương diễm ngon miệng, trường bào màu đỏ ngòm, tư thái yểu điệu biển chuyển. Một cái cao quý uyển chuyển hàm xúc trong tay cầm một cái chứa đầy máu tanh mùi rượu bầu rượu. Các nàng đối nhìn thoáng qua. Người trước nói, ai vậy? Như thế gan to bằng trời. Dám giết ta hỗn động huyết ma tộc, trên trăm kêu thiên kiêu. Là ai đều không trọng yếu. Tực ừ một hớp huyết tinh rượu ngon. Mỹ lệ cao quý nữ tử, nói, hai chúng ta mục tiêu, là mở chút tìm tới cái kia tầng thiên. Đem hắn ăn sống nuốt tươi chém thành muôn mảnh. Ân. Huyết vũ tỷ tỷ nói có lý. Hương Diễm chọc người huyết thần đầu hơi gật, nói, hiện bây giờ, chúng ta đều là đột phá đến bản nguyên thần bột cảnh. Không lâu sau nữa, liền có thể trùng kích bản nguyên tiểu thần cảnh. Cái kia vương bác đảng sẽ bản nguyên thời gian pháp tắc, cũng đừng hòng chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Tốt, không nên ở chỗ này ảo tưởng. Không có tự tay làm thịt giết cái kia hỗn đảng phía trước, nhiều lời vô ích huyết vũ chân ngọc một chút, trốn tới nơi xa. Nửa tháng, một cái búng tay. Vận khí không tệ, trong lúc đó không có đụng phải bất luận cái gì hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu. Cái này cũng khía cạnh hiển lộ rõ ràng ra, phong thần chi chiến không gian vô tận rộng lớn. Hơn 410.000 tên nhân tộc thiên tài, hơn 100 vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên tài, ở nơi này thần bí cổ lão, không giới hạn phong thần chi chiến không gian bên trong tựa như là hàng ngàn hàng vạn đất cát, chìm vào ôn dương đại hải. Cuối cùng xông qua gột rửa, từ nơi này trong bể khổ đi ra nhân vật, tất nhiên bất phàm. Nhanh! Chạy như bay trong quá trình, trầm mặt nhiều ngày tần thiên, mở miệng nói, ở tới gần một chút, ta liền có thể phát động đồng thuật, cùng tiểu nha đầu thể nội, đồng lực lạc ấn, phát sinh cộng minh, trực tiếp lăng không chui qua lại. Chiếu người nói như vậy, tiểu nha đầu hay là bính bính đác đác bình yên vô sự, Khương nguyệt nhi cười đó là nhất định a tần thiên nhún vai to lớn phong thần chi chiến không gian có ai có thể tổn thương nàng tiểu nha đầu phiến tử đánh không lại nhân gia cũng sẽ không chạy trốn sao một phần vạn đụng phải lợi hại hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu chạy không thoát đây liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao thình lình hỏi một câu ách tần thiên không biết nên khóc hay cười ngươi là không hiểu rõ tiểu nha đầu nàng so với ta còn muốn lợi hại không có khả năng hỏa giao chắc chắn lắc lắc đầu thập đại bản nguyên thần tộc thiên kiêu đều không có ngươi biến thái cái kia tiểu vu nguyệt làm sao có thể có ngươi lợi hại chúng ta không ở đây cái vấn đề bên trên làm dây dưa được rồi tần thiên mở ra thất giai thiên sinh nhãn động lực vượt qua cự ly kéo dài duỗi ra đi mênh mông hoang vu đại địa bên trên truy đuổi đều diễn ra hơn nửa tháng hung thú đỉnh đầu. Dạng chó hình người, khí tức tàn bạo, hỗn độn huyết ma tộc, hoàng tử, kiên nhẫn không sai biệt lắm bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn nhìn xem còn có thể tiếp tục na di lấp lóe phấn hồng dài bản thân cô nương, giận dữ gào thét, ngươi. Ngươi lại chạy mà nói, bản hoàng tử làm thịt ngươi. Hì hì, cho ngươi tức chết. Phấn hồng dài bản thân cô nương, thở hổn hển khẩu khí, mắng. Linh vu cấm thuật, linh vu na di một tiếng mặt niệm điên đảo chúng sinh kinh quỷ khóc thần mỹ lệ tiểu cô nương từ cái giờ này lăng không hiện lên ở kế tiếp điểm a à. đột nhiên tiểu cô nương thân thể mềm mại ngừng xoay người sang chỗ khác ngao 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 vắt hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử thụy thú quá sợ hãi thân thể cứng đờ như lâm đại địch ân à. đứng ở thụy thú đỉnh đầu hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử hồ nghi không hiểu tiểu nha đầu phiến tử, ngươi sao không chạy? Có phải hay không tin bị lực tẩn, hết biện pháp? Hì hì. Ngươi cái này đồ đần. Tiểu nha đầu mắng, ta đại ca ca đến, nhìn hắn đánh ngươi chết. Đại ca ca. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, không hiểu bất an. Tuy đuổi nữ hài hơn nửa tháng bên trong, bản thân vừa đấm vừa xoa, đối phương liền là không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Còn thường thường uy hiếp bản thân, nói hắn đại ca ca làm sao 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 lợi hại làm sao làm sao kinh khủng sẽ không tha bản thân bây giờ tiểu nha đầu không chạy còn nói hắn đại ca ca muốn tới hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử sao có thể tâm thần căng cứng một cái hô hấp hai cái hô hấp sát na đi qua hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử nhíu chặt lông mày chết nha đầu ngươi dám gạt ta người nào lừa ngươi Tiểu nha đầu thiên chân vô tà nói, cái này liền muốn đi ra, đừng lo lắng. Ông ông. Hoa lạp lạp. Một tia một sợi gợn sóng ba quan, tô điểm ở tiểu nha đầu thân thể mềm mại bên ngoài. Đột nhiên, lít nha lít nhíp quan huy gợn sóng bên trong, đi ra một cái trác tuyệt thần bí mật bạch y thanh niên, bốn cái đẹp như tiên nữ, đều có tài năng, thanh xuân đang mạo tuổi trẻ nữ tử. Hì hì, đại ca ca. Một thời gian không gặp, lần thứ hai nhìn thấy bạch y thanh niên. Tiểu nha đầu hai mắt ngập nước, nhào tới đối phương lồng ngực, nói, đại ca ca. Cái này xấu gia hỏa đuổi ta nửa cái dư thừa, còn nói muốn giết ta. Nói láo hết bài này đến bài khác. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, nghiêm nghị nói, bản hoàng tử chỉ là muốn bắt ngươi lại, hảo hảo dạy dỗ. Ân. Một tôn hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử. Tần thiên động tác ôn hòa, đem tiểu nha đầu đẩy tới Khương Nguyệt Nhi bên cạnh. Từ đầu tới đuôi, đánh giá cao cao tại thượng, đứng ở thủy thú đỉnh đầu lãnh khốc thanh niên, cường đại khí tức, chấn hồn phách người. Thánh phẩm bản nguyên thần bột cảnh. Nếu là nói, một vạn phổ thông cấp bậc siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh, cũng đánh không lại một tôn nửa bước bản nguyên thần bột cảnh. Như vậy 10 vạn nửa bước bản nguyên thần bột cảnh, đều không thể nào là một tôn hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh cường giả đối thủ. Cử chuyển thánh cấp siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước tu vi. Gọi ra 15 cái hệ thống triệu hoán nhân vật. Mở ra thập tuyệt trận, đệ nhất trận, thiên tuyệt trận, thập tuyệt trận, đệ nhị trận, địa liệt trận mà nói. Tần thiên tự nhận là có thể quét ngang tất cả tất cả nửa bước bản nguyên thần bột cảnh. Nhưng là muốn vượt qua đại cảnh giới cấp độ, khiêu chiến một tôn hàng thật giá thật bản nguyên thần bột cảnh, thật sự là khó như lên trời. Bất quá, cũng không cần đến sợ hãi. Muốn chém giết cái này hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, liên hệ nhân quả phân thân là được rồi. Bắt được nhân loại thanh niên hốc mắt chỗ sâu miệt thị, xem thường. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, giận không chỗ phát tiết, nguyên lai tiểu cô nương kia trong miệng đại ca ca là ngươi a. Tìm hiểu 36 loại siêu cấp bản nguyên pháp tắc, một trong bản nguyên thời gian pháp tắc, nhân tộc thiên tài. Ha ha. Ở phong thần chi chiến không gian bên ngoài Đệ cử huyết vương đại nhân Không thể đem ngươi bóc chết Chúng ta tiến vào phong thần chi chiến không gian Phía trước Đệ cử huyết vương đại nhân còn truyền âm dặn dò chúng ta Ở phong thần chi chiến không gian bên trong Không từ thủ đoạn bóc chết ngươi Chủ động chạy đến bản hoàng tử Bên cạnh chịu chết Là ngươi đời này rất ngu không thể thành lựa chọn Khắp nơi sổ in ỏi Ngươi là hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử Vẫn là hỗn độn huyết ma tộc giả cẩu cà lơ phất phơ, nghiền ngẫm không bị trói buộc. Tần Thiên móc móc lỗ tai, nói, đệ cử huyết vương. Là cái kia mang các ngươi đi tới phong thần tinh gia hỏa. Làm càng. Hỗn động huyết ma tộc hoàng tử, lớn uống một tiếng, thiên địa rung động, bát hoang rung động. Tần Thiên từ đầu đến cuối, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, sủa in ỏi, có thể không dọa được ta, hay là tỉnh táo một chút. Ngươi. Ngươi có phải hay không cho là có bản nguyên thời gian pháp tắc, liền có thể chạy ra bản hoàng tử lòng bàn tay. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, cắn răng, bàn tay kết ấn. Phần Phật Phần Phật Trùng mình, phạm vi rộng lớn huyết sắc lưu quan, thuần thục công phu, hội tụ thành một tòa lồng giam. Chu vi mấy chục vạn dặm đại địa cảnh tượng, đều bị tòa này huyết sắc lồng giam bao trùng, một con kiến đều chạy không đi ra làm xong những cái này hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử cười khẩy nói thấy rõ ràng một chiêu này liền là phổ thông thánh phẩm bản nguyên thần bộc cảnh cường giả đều không trốn thoát được ngươi liền cam chịu số phận đi giết ngươi vẫn có thể xem là một cái công lớn ha ha ta ngược lại cảm thấy ngươi là đang tự chui đầu vào rọ khoác tay áo chuyện trò vui vẻ tần thiên nói nếu là ngươi lập tức quay đầu rời đi không biết sống chết đồ vật cắt đứt tần thiên ngôn ngữ hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử một quyền đánh ra tức vạn huyết mang lấp lóe nhảy lên mỗi một đạo huyết mang đều có thể giết chết một tôn nửa bước bản nguyên thần bột cảnh thành ức huyết mang che kín bầu trời cấm kỵ có thể nghĩ thất thập nhị biến định thân thuật không sợ không loạn cầm giữ thời gian tần thiên vòng quanh ma giáo đại tiểu thư đông phương khê liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao hiểm mà hiểm trốn nơi xa phía sau ác ma chi dực đã sớm mở ra không phải có ác ma chi dực tốc độ gia trì thất thập nhị biến định thân thuật trong nháy mắt giam cầm nhất định là tránh không khỏi cái kia ức vạn huyết mang bao trùm công sát ân ừ. bản thân thế công thất bại hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử nổi giận người cái này tiểu tử thực sự là đáng chết Bản nguyên thời gian phát tắc, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cũng may ngươi Vũ Dực không gió. Các loại. Bỗng nhiên, hỗn động huyết ma tộc hoàng tử ngẩn người, theo lấy lộ ra như si như say, không thể tự kềm chế biểu lộ. Một cổ hoành tảo vạn giới, dập dần cửu tiêu, tràn ngập hoàng vũ nhân quả hương thơm, chí cao chí thánh, thấm người phế phủ, hư vô ở giữa sinh ra. Hô. Thở hắt ra thần thiên ý thức dừng lại đến thể nội chỗ sâu mà nhục thân giao cho nhân quả phân thân điều khiển bản nguyên đại thế giới trung ương chi địa một cái nào đó khỏa cô tịch tinh thần bên trên mỹ lệ trong suốt nhất cử nhất động mang theo tự nhiên hương khí thiên hương thần chủ nhìn xem phía trước thần du thiên ngoại trắng biến thành màu đen áo thanh niên nói cái này lại là đi địa phương nào thật là một cái quái nhân theo hắn lâu như vậy một câu cũng không để ý ta Khống chế bản tôn nhục thân nhân quả phân thân, nắm chặt lại bàn tay, nói, giết ai? Hắc cái kia hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử. Tần thiên trực tiếp trả lời. Giết ai? Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử. Hai cái thanh âm, ký túc ở một cổ nhục thân bên trong. Một hỏi một đáp, thần bí quỷ dị, khó bề phân biệt. Thơm. Quá thơm. Cái này cổ khí tức, không thể tưởng tượng nổi thủy thú đỉnh đầu, dạng chó hình người, hỗn độn huyết ma tộc, hoàng tử, như si như say biểu lộ tán đi. Dùng một loại xanh mơn mởn, cực độ tham lam hiếu kỳ ánh mắt, từ đầu đến chân đánh giá khí chất rực trở hẳn lên, toàn thân quấn quanh nhân quả hương thơm bạch y thanh niên. Đại ca ca, lại không thấy. Màu hồng tóc dài, điên đảo chúng sinh tiểu nha đầu. Dụi dụi con mắt, nói, bất quá. Cái này đại ca ca cũng rất thú vị cho tới bây giờ đều không nói lời nào, cùng đầu gỗ một dạng. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi ục ục thì thầm nói cái gì đây? Khương Nguyệt Nhi vỗ vỗ tiểu phu Nguyệt vai, chất vấn. Không có gì. Tiểu nha đầu lắc lắc đầu. Cộc cộc. Vượt qua ức vạn tinh không, dụng ý chí lực thao túng bản tôn thân thể. Huyết nhục tràn ngập dập dần ra hàng cổ như một, bất hủ nhân quả hương thơm, nhân quả phân thân, nhàn nhã dạo chơi, lạnh lùng trống rỗng, đi từng bước một hướng về phía hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử tiểu tử ngươi đến cùng là người nào nhân loại huyết nhục không có loại này hương khí cắn răng hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử lớn tiếng gầm thét lên ông ông long trời lỡ đất quỷ thần gào thét cửu u né tránh nhân quả phân thân không nói một lời thờ ơ một chỉ điểm ra bao lấy chu vi mấy chục vạn dặm huyết dịch lồng giam tức khắc phá thành mảnh nhỏ phân liệt tách trời không còn sót lại chút gì cái này không có khả năng hỗn động huyết ma tộc hoàng tử kinh khủng rung động hắn bố trí ra huyết dịch lồng giam đừng nói chỉ là một cái nửa bộ thần bột cảnh tu vi đều không có tiểu tử liền là một tôn thánh phẩm bản nguyên thần bột cảnh cấp bậc nhân loại cường giả trong thời gian ngắn đều không cách nào lao ra mạc nhân quả phân thân đây hời hợt tùy tiện một cái động tác liền tan rã xé nát huyết dịch lồng giam đây là hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử nghĩ đều không dám nghĩ sự tình nhưng lại chân thực 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 phát sinh ở trước mắt từ cái kia một cổ trung trời hám địa không thể tưởng tượng thấm người phế phủ nhân quả hương thơm sinh ra trong nháy mắt tiểu tử này giống như là biến thành người khác hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử cạn kiệt tâm thần không cho bản thân sợ hãi bối rối hắn giả bộ trấn định giảm thấp xuống thanh âm quát mắng nói đập nát đừng muốn cho ta giả thần giả quỷ mau nói ngươi đến tột cùng là ai a à. không có tam tình lục dục nhân quả phân thân khóe miệng một vòng cứng ngắt tiếu dung độ cung cùng trước đó không có sai biệt động tác hắn một ngón tay cách không điểm hướng về phía hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử ầm vang ầm vang hồn phách rung động ý chí sụp đổ chưa bao giờ từng có tử vong nguy cơ Thế bài sơn đảo hải, đập ở trên tâm linh. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, phản xạ có điều kiện ngược lại bay ra ngoài. Ngao Từ đầu đến cuối, vắt hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử giữ tận thủy thú, nhưng là không có vận may này, biến thành một mịn bọc nước. Tránh thoát một kiếp Có thể hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, có chỉ là vô cùng vô tận chưa tỉnh hồn, không có nửa điểm may mắn mừng rỡ dấu hiệu. Ta ta không phải đối thủ của hắn. Cắn răng một cái, hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, trong tay một mai huyết sắc châu tử hiện ra. Hỗn độn huyết ma châu. Chiếm cứ ở chính mình nhục thân chỗ sâu, đem thân thể giao cho nhân quả phân thân, khống chế tầng thiên, mở miệng nói, đây là phong thần chi chiến không gian bên trong, số ít hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu mới có bảo mệnh đồ vật. Trong đó phong ấn một giọt hỗn độn huyết ma vương, máu tươi. a à, nhân quả phân thân không có bao nhiêu phản ứng hờ hững ấn một tiếng trăng rắc lại nhìn mặt xám như tro hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử dĩ nhiên bóp nát trong tay hỗn độn huyết ma châu hồng hộc các bay đá chạy sơn hà tiêu vong sóng lớn mãnh liệt trọng lớn sền sệt vô cùng vô tận máu tươi từ từ bay lên cái này tà ác không rõ băng lãnh bành trướng trong máu tươi đi ra một cái nam tử thân cao vạn mét mơ hồ sáng chói, khoác một tầng máu tươi nghe thường nam tử. Ở trên cao nhìn xuống quan sát nhân quả phân thân. Đột nhiên, hắn kinh ngạc nói, ngươi, cái này nhân loại huyết nhục, thế mà có mang như vậy riêng biệt khí tức. Có một đạo thanh âm nói cho bản vương, ăn ngươi, sao thôn vệ một nghìn cái, một vạn cái nhân tộc thần linh ít lợi còn muốn to lớn gấp một trăm lần. Phụ vương, đến phiên hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử nói chuyện. Hắn hô, Phụ vương Cái này gia hỏa Là nhân tộc thiên tài Tìm hiểu 36 loại siêu cấp bản nguyên pháp tắc Một trong Ngươi cũng không thể buông tha hắn A à, Hỗn độn huyết ma vương ý chí Kinh ngạc nháy mắt Nói không thích hợp A à, Tiểu tử này mới là cử chuyển thánh cấp siêu phẩm bản nguyên Chuẩn thần cảnh 99 bước Ngươi là thánh phẩm bản nguyên thần bột cảnh Bóp chết hắn Còn cần đến triệu hoán bản vương sao Phụ vương hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử ấp úng khó xử đáp tiểu tử này không phải người bình thường hắn lực lượng quá quỷ dị hừ chẳng lẽ ngươi cảnh giới áp đảo hắn nhiều như vậy còn không đối phó được hắn hỗn độn huyết ma vương ý chí rất là không vui đợi bản vương trấn áp tiểu tử này ngươi đem hắn mang về trong tộc cống hiến cho bản vương xem như lấy công chuộc tội bằng không bản vương tuyệt không buông tha ngươi biết hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử thở dài khẩu khí nhìn chằm chằm nhân quả phân thân châm chọc khiêu khích nói yêu nghiệt ngươi tận thế đến nhân quả từ hỗn độn huyết ma vương ý chí giáng lâm đến thời khắc này nhân quả phân thân hờ hững thần sắc không có nửa phần cải biến hắn một tay kết ấn một tia một sợi tối nghĩa mông lung không thể tưởng tượng nổi tia sáng từ từ bay lên hàng ngàn hàng vạn vô số kẻ đường cong xen lẫn đến cùng một chỗ. Bởi vậy đắp nặng ra một mai ống ánh trong suốt, như thật như ảo, nhân quả. Cái này tỏa ra ánh sáng lung linh, hương thơm vô tận, nhân quả, phản phất là một tòa thế giới báu vật, một mảnh năng lượng vũ trụ nguồn suối. Sinh ra sức hấp dẫn, phá vỡ nhận biết. Lộc cộc Hỗn độn huyết ma vương ý chí, thẳng nuốt nước bọt, mặc dù không biết đây là cái gì nhưng sao bản vương gặp qua bất luận cái gì máu tươi đều muốn mỹ vị. Sưu Sau một khắc, nhân quả phân thân ý chí phía dưới, mai này nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, thần bí khó lường, nhân quả, chủ động trôi giạt đến hỗn độn huyết ma vương ý chí hư ảnh trước. Hoa lạp lạp Hoa lạp lạp Hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhân quả, tràn đầy xuất thần hái, dập dần ra ba quan, hiển lộ rõ ràng ra thủy khí, phản phất không gì không phá lửa lớn rừng rực đem hỗn độn huyết ma vương ký chí hư ảnh tấp tốc dung luyện chôn vùi đi đáng giận không trên đời làm sao có dạng này sự tình tồn tại hỗn độn huyết ma vương hoảng sợ động dung ngươi ngươi cái này tiểu tử bản vương sẽ không từ bỏ ý đồ chân trời góc biển bản vương đều sẽ không thả ngươi hồng hộc một tiếng bụi về với bụi đất về với đất không ai bị nổi hỗn độn huyết ma vương ý chí hư ảnh biến thành tro bụi phụ vương mắt thấy hỗn độn huyết ma vương ý chí hư ảnh sụp đổ hỗn độn huyết ma vương hoàng tử trực tiếp là hô lớn một tiếng ánh mắt bị sợ hãi kinh hoảng thôn vệ quay người trốn hướng về phía chân trời hưu nhân quả phân thân cũng không đi đuổi theo bởi vì bị hắn đắp nặng ra cái kia một mai nhân quả dĩ nhiên là không để ý đến không gian cùng cự ly lăng không tính trắng hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử phía trước. Ông ông ông. Đợi cho nhân quả ánh sáng, chiếu rọi ở hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử trên người. Cái này có thánh phẩm bản nguyên thần bột cảnh tu vi gia hỏa, phản phất cát ở trên lửa khối băng, từng tất từng tất hòa tan tiêu vong. Quá trình, khổ không nói nổi. Kêu rên, liên liên tục tục, mau dừng tay. Mau dừng tay nha. Ngươi không giết ta ta cho ngươi biết một kiện bí mật. Cái này bí mật cực kỳ trọng yếu. Là chúng ta hỗn độn huyết ma tộc 100 vạn thiên kiêu, tham gia phong thần chi chiến cộng đồng mục đích. A. À, tất cả hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, cộng đồng mục đích. Tần thiên dân lên nồng hậu dày đặc hứng thú, nói, trước dừng lại. Nhưng hắn nói hết lời. Ông. Không thượng thần bí mật, nhân quả, lui bước, vô tung vô ảnh hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, dĩ nhiên máu me đầm đìa, nửa chết nửa sống, không thành hình người. Nói đi. Thuộc về tầng thiên thanh âm, từ bị nhân quả phân thân điều khiển thân thể bên trong phát ra. Ta. Ta cho ngươi biết, ngươi trước thề, sẽ không giết ta, thả ta yên ổn rời đi. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, nắm chặt cuối cùng mạng sống cơ hội, uy hiếp nói, bản hoàng tử muốn nói cho ngươi bí mật, thế nhưng là rất có giá trị. Liên quan đến các ngươi nhân tộc mấy trăm vạn tên thiên tài tính mệnh Còn có các ngươi nhân tộc tương lai Ha ha a. À. Tần thiên cười to, tốt Ta thề, nghe xong ngươi nói bí mật sau, thả ngươi lông tóc không thương trời đi Nếu là vi phạm lời thề, thiên tru địa diệt Thống khổ như vậy liền đáp ứng Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử bán tính bán nghi, ngươi Ngươi sẽ không gạt ta a à. Nói, hay là không nói Tần Thiên không kiên nhẫn cùng đối phương giải thích, đương nhiên. Bản thân xác thực lừa đối phương. Thề không giết hắn là bản thân, mà chờ một chút muốn xuất thủ làm thịt giết hắn, lại là nhân quả phân thân. Tốt, ta nói. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, xuất ra một viên đang dược ăn vào. Khí sắc không tốt đẹp được không ít, nói, ngươi có biết rõ ta hỗn độn huyết ma tộc, quý tộc huyết thống? Ân, biết rõ. Ngươi sách cái này làm cái gì? tần thiên hồ nghi. Ta hỗn độn huyết ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, quý tộc huyết thống ít thì lại ít, tựa như là các ngươi nhân tộc bên trong vạn dặm chọn một ngày kiêu tử. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử, thanh âm trầm thấp, tự thuộc nói, thanh đồng cấp quý tộc huyết thống. Bạch ngân cấp quý tộc huyết thống, hoàng kim cấp quý tộc huyết thống, còn có một trăm vạn năm khó gặp một lần thần thoại cấp quý tộc huyết thống. Đừng quanh co lòng vòng. Tần thiên lạnh thấu xương nói, ở nói nói nhảm ta làm thịt ngươi tốt tốt hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử run rẩy cái kia chúng ta hỗn độn huyết ma tộc hiện bây giờ nắm giữ hoàng kim cấp quý tộc huyết thống không ít người ta phụ vương cũng chính là hỗn độn huyết ma tộc chí cao vô thượng vương hắn thì có lấy nửa phẩm thần thoại cấp quý tộc huyết thống có thể hàng thật giá thật thần thoại cấp quý tộc huyết mạch từ xưa đến nay chúng ta hỗn độn huyết ma tộc cũng chỉ có một người nắm giữ. Khi chính là hỗn độn huyết ma tổ, hắn là mở ra hỗn độn huyết ma tộc đại nhân vật, cũng là tất cả hỗn độn huyết ma tộc thành viên thủy tổ. Bản nguyên đại thế giới một nửa cương thổ khu vực, trưởng khống ở ta hỗn độn huyết ma tộc trong tay, liền là rất xa xôi thời đại. Hỗn độn huyết ma tổ đại nhân, dẫn đầu ta hỗn độn huyết ma tộc đánh xuống Giang Sơn. Nếu không phải là hỗn độn huyết ma tổ đại nhân, ở một trận trong hỗn loạn mất tích bí ẩn, cái này, bản nguyên đại thế giới, dĩ nhiên hoàn hoàn toàn toàn chìm đắm vào ta, hỗn độn huyết ma tộc, trong tay. Chẳng lẽ, ngươi muốn nói bí mật, cùng thần thoại cấp quý tộc huyết thống có dính dấp? Tần thiên thoát miệng hỏi. Đúng. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử gật đầu, ở 100 năm trước. Chúng ta hỗn độn huyết ma tộc ra đời một vị chảy xuôi theo thần thoại cấp quý tộc huyết thống hài nhi đây là hỗn độn huyết ma tộc cơ mật tối cao ta thân làm hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử hay là đi tới phong thần chi chiến phía trước mới từ phụ vương trong miệng biết rõ tin tức này t tần thiên trong lòng trầm xuống không thể không nói bí mật này vẫn đủ dọa người hỗn độn huyết ma tộc thống ngự bản nguyên đại thế giới một nửa cương thổ là bởi vì hỗn độn huyết ma tổ hôm nay hỗn độn huyết ma tộc lại có một cái chảy xuôi theo thần thoại cấp quý tộc huyết mạch nhân vật không lâu tương lai là cái dạng gì cục diện có thể đoán trước hí hư sát na tần thiên tiếp tục hỏi cái kia gia hỏa gọi tên là gì cũng đến tham gia phong thần chi chiến đúng không hắn gọi huyết hoàng hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử đáp một trăm vạn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu tham gia phong thần chi chiến Mục đích là săn giết tất cả nhân tộc Thiên Kiêu, tập kết vô cùng vô tận nhân tộc Thiên Kiêu máu tươi, tưới nước ra một mai hỗn độn huyết ma quả. Đại gia. Tần Thiên im lặng, cái này hỗn độn huyết ma quả lại là cái gì đồ chơi? Chúng ta, hỗn độn huyết ma tộc, thánh vật. Hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử trả lời, rất xa xôi thời đại, hỗn độn huyết ma tổ đại nhân sinh ra lúc, cùng hắn cùng một chỗ xuất hiện tồn tại hỗn độn huyết ma tổ đại nhân sau khi mất tích. Cái này, hỗn độn huyết ma quả liền khô kiệt. Thẳng đến, huyết hoàng xuất thế, cái kia hỗn độn huyết ma quả vừa rồi nở rộ hào quang. Hiểu. Hấp thu mấy trăm vạn nhân tộc thiên kiêu máu tươi hỗn độn huyết ma quả, cho cái kia có thần thoại cấp quý tộc huyết thống huyết hoàng ăn vào. Nhưng hắn cấp tốt trưởng thành, dẫn lĩnh các ngươi hỗn độn huyết ma tộc, nhất cử thống ngự toàn bộ bản nguyên đại thế giới phải chăng Tần Thiên một câu nói toạt ra, ân ừ. hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử ngầm thừa nhận bí mật, ta dĩ nhiên nói cho ngươi biết, có thể thả ta rời đi a, à? đừng lo lắng, ở trò chuyện nhiều một hồi, Tần Thiên hí ngược nói, cái kia huyết hoàng là nam hay là nữ, làm sao mới có thể tìm tới hắn, ta không biết được a, à? hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử khóc tan mặt, cái này huyết hoàng thần bí. Ta một mặt đều chưa thấy qua. Cũng không ai có thể liên lạc với hắn. Chỉ có đến tối hậu quan đầu, gia hỏa này mới có thể lộ diện. Phế vật. Tần thiên thất vọng, làm thịt hắn A. À. Ông. Yên lặng chờ hồi lâu nhân quả phân thân, nâng lên tay. A, à, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thế nhưng là đã thề, sẽ không giết ta. Hỗn động huyết ma tộc hoàng tử, chửi ầm lên, ngươi. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, nói không giữ lời Phốc phốc Lập tức, hỗn động huyết ma tộc hoàng tử lại cũng không thể nói chuyện Bởi vì hắn cũng đã hồn phi phách tán, là người chết Một vị hỗn động huyết ma tộc hoàng tử, vẫn lạc Nhân quả phân thân ký thức, lặng yên không một tiếng động, thoát ly bản tôn thân thể Lần thứ hai trưởng khống bản thân tầng thiên, nắm chặt lại nắm đấm, nghĩ thầm lần này phong thần chi chiến so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng kinh khủng thật muốn cho cái kia có thần thoại cấp quý tộc huyết thống huyết hoàng ăn tiêm nhiễm mấy trăm vạn tên nhân tộc thiên kiêu máu tươi hỗn độn huyết ma quả đây đối với bản nguyên đại thế giới hay là ta đều là tai họa ngập đầu cần biết mỗi một cái đi tới phong thần chi chiến thiên kiêu hạng người đó đều là bản nguyên đại thế giới trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất anh kiệt thân quấn đại tạo hóa đại khí vận nuốt lấy tiêm nhiễm mấy trăm vạn tên nhân tộc thiên kiêu máu tươi hỗn độn huyết ma quả chẳng khác gì là thừa tái mấy trăm vạn tên nhân tộc thiên kiêu khí vận tạo hóa trong lúc đó thu hoạch được ích lợi tự nhiên là phá vỡ bát hoang không thể miêu tả lùi một bước nói trước mặt kệ cái kia huyết hoàng có thể hay không ăn hết tiêm nhiễm mấy trăm vạn tên nhân tộc thiên kiêu máu tươi hỗn độn huyết ma quả một khi tham gia cái này phong thần chi chiến mấy trăm vạn tên nhân tộc thiên kiêu đều cho bụi khói diệt đi lúc đó bản nguyên đại thế giới trẻ tuổi một đời liền sẽ khô kiệt suy bại rơi vào không người kế tục giai đoạn ngày sau hỗn độn huyết ma tộc đại quân xâm lấn có thể chống cự một cái liền là thế hệ trước tu sĩ hết sạch sức lực đây chính là tai nạn tính đã kích ai vuốt vuốt mi tâm xóa hết tạp niệm tần thiên biết rõ bản thân hiện bây giờ có thể làm liền là không để ý tất cả trưởng thành đầy đặn vũ dực ngăn cản hỗn độn huyết ma tộc kế hoạch còn không phải bản thân giờ này khắc này có thể làm được trước tiên đem tự thân cảnh giới tăng lên mới có ngăn cơn sóng giữ tư cách ken ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ lợi dụng nhân quả phân thân vượt cấp chém giết hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử nhắc nhở ký chủ thu hoạch được tám nghìn vạn điểm nguyên thủy kinh nghiệm trị ban thưởng nhắc nhở ký chủ thu hoạch được 7.000 vạn điểm nguyên thủy kim tệ trị ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp làm nhất chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm nhất chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển vương gia siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển sơ giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ! Thăng cấp làm cử chuyển trung giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ! Thăng cấp làm cử chuyển cao giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Nhắc nhở ký chủ, tổ đội hình thức đang trong quá trình mở ra, đồng đội lấy được được ban thưởng ban bố chỉ thị. Đồng đội ma giáo đại tiểu thư, thu hoạch được 8.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển trung giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển sơ giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Đồng đội Đông Phương Khê, thu hoạch được 8.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển trung giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển sơ giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Đồng đội Khương Nguyệt Nhi, thu hoạch được 8.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, cử chuyển thánh cấp tiên phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước, thăng cấp làm, cử chuyển vương giai siêu phẩm bản nguyên chuẩn thần cảnh 99 bước. Đồng đội liệt diễm thần điện thánh nữ hỏa giao, thu hoạch được 8.000 vạn điểm tổ đội kinh nghiệm trị ban thưởng. Trước mắt tu vi cảnh giới, nửa bước bản nguyên thần bột cảnh, thăng cấp làm, cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Bản nguyên thần bột cảnh Khóe miệng nhất lên tiếu dung độ cung Tần Thiên cảm thụ được thân thể bên trong toán loạn phi phàm lực lượng, bước vào bản nguyên thần bột cảnh, tính được thoát thai hoáng cốt, hóa kén thành bướm. Giơ tay, nhấc chân, vận dụng không phải là bản nguyên chi lực, mà là bản nguyên thần lực. Tương đối, bản nguyên thần linh cấp độ, mỗi một cái giai đoạn trên lệch, càng là kéo dài cự ly. Một vạn hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh, cũng đánh không lại một cái thượng phẩm bản nguyên thần bột cảnh ta à đây cử chuyển cao giai hạ phẩm bản nguyên thần bộc cảnh 99 bước tu vi. Thủ đoạn dốc túi mà ra, không triệu hoáng nhân quả phân thân dưới tình huống. Có thể diệt sát một tôn, vương phẩm bản nguyên thần bộc cảnh cấp độ cường giả, đều tính trác tuyệt nghịch thiên. Nếu là đối phương vẫn là hỗn độn huyết ma tộc, vương phẩm bản nguyên thần bộc cảnh, độ khó liền càng to lớn. Dù sao, hỗn độn huyết ma tộc thành viên, sinh ra tới liền là chiến lực tàn bạo, đẫm máu dữ tợn. Bành Long Bành Long Đột nhiên chói tai nhất ốc tiếng nổ mạnh Phương xa đánh tới Tần thiên vô ý thức nhìn sang Một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm Và thiên tế nhật Trong đó tràn ngập trên trăm đạo thân ảnh Giống nhau là hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu Hơn một trăm tên hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu Dương nanh múa vuốt Tiếu dung nghiền ngẫm Đuổi giết hơn ngàn tên nhân tộc Thiên Kiêu Rõ ràng nhân số chiếm cứ ưu thế Lại rơi được cục đuôi chạy trối chết hạ tràng thực sự là châm chọc a à. tần thiên vận chuyển thất giai thiên sinh nhãn bắt được hơn một ngàn tên nhân tộc thiên kiêu cao thấp không đều đến từ đều thế lực mạnh nhất hai người cũng đều là hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh truy sát trong quá trình hơn trăm tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu chính hơn mười cái nửa bước bản nguyên thần bột cảnh sáu cái hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh một cái thượng phẩm bản nguyên thần bột cảnh ha ha a à. Nhân tộc Thiên Kiêu. Ta xem là nhân tộc phế vật a. Các ngươi chạy a, chờ các ngươi chạy tinh bị lực tẩn, ta lại đem ngươi nhóm máu tươi dọc dọc uống sạch. Tóc dài xỏa vai, đôi mắt đỏ tươi sắc, thượng phẩm bản nguyên thần tộc cảnh, hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu nữ tử, cười lạnh liên tục. A. Rất nhanh, cái này hỗn độn huyết ma tộc Thiên Kiêu nữ tử, liền thấy một bộ bạch y, Hà Tư Nguyệt vận, thanh tú gầy gò tầng thiên. Hồng sắc ánh mắt Sát na phun lên kích động, tiểu tử, là ngươi A. À. Phong thần chi chiến không gian bên ngoài quảng trường bên trên, bởi vì tần thiên. Hỗn độn huyết ma tộc suýt nữa cùng nhân tộc trực tiếp khai chiến. Cho nên nói, tần thiên âm dung tiếu mạo. Cái này, hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử, ấn tượng sâu sắc, sẽ không không quên mất. Hô! Cất bước đi ra. Tần thiên ngoài thân lôi đình đại chấn, điện mang ức vạn hơn một ngàn tên nhân tộc thiên kiêu cùng hắn gặp thoáng qua còn có người gào to nói tiểu tử ngươi tự tìm cái chết a à. mau trốn a à. cút đi a à, các ngươi chạy các ngươi ta cùng các ngươi không phải người một đường nhún vai tần thiên phóng xuất ra ác ma quả thực lực lượng gorogoronomi mười ức vôn lôi long gorogoronomi mười ức vôn lôi điểu gorogoronomi mười ức vôn lôi thú hống 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 kéo túng lấy lôi điện hải dương quái vật khổng lồ giữ tận lộ ra gào thét chói tai từ ba đầu này lôi đình cự thú bên trong đánh hơi được uy hiếp hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử quát dừng lại tức khắc hơn trăm tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu không nhúc nhích tí nào từ bỏ truy sát một bộ bạch y mái tóc màu đen một thân khó có thể miêu tả siêu phàm cổ kim, duy ngã độc tôn khí phách. Hắn một người, liền đỡ được trên trăm tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu. Còn tại hốt hoảng trong chạy trốn hơn ngàn tên nhân tộc thiên kiêu, đưa mắt nhìn nhau, tiểu tử kia. Chúng ta muốn hay không qua đi giúp hắn. Có thể đi ngươi đi. Đám này, hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu cường đại vô cùng, nhất là cái kia thượng phẩm bản nguyên thần bột cảnh cấp bậc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử chỉ sợ có thể cùng nhân tộc vương phẩm bản nguyên thần bột cảnh tương đề tịnh luận. Nếu là muốn chết mà nói, ngươi đại khái có thể quay đầu trở về. Dù sao ta là không quay về. Chỉ chốc lát. Hơn một ngàn tên nhân tộc thiên kiêu biến mất ở chân trời. Tóc xanh áo choàng ánh mắt màu đỏ tươi sắc, khuôn mặt coi như trắng nõn mỹ lệ, hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử. Nàng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm phía trước bạch y thanh niên, nói, thối tiểu tử không nghĩ đến phong thần chi chiến không gian mở ra không đến một tháng, ngươi liền bước vào bản nguyên thần bột cảnh. Thực sự là lợi hại a à. Quá khen. Bị ba đầu ác ma quả thực Koro no Mi năng lượng bệnh ra lôi đình cự thú như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở trung gian. Tần thiên mặt như bình hồ, tiếu dung mỉa mai, hỗn độn huyết ma tộc tiểu nương môn, giết ngươi, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi. Ngươi dám mắng ta là tiểu nương môn hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử nhe răng trợn mắt vương bát đảng ta sẽ bắt ngươi lại mỗi ngày uống ngươi một nguồn máu để ngươi sống không bằng chết ha ha a à. thực sự là biến thái huyết có cái gì tốt uống tần thiên lắc lắc đầu bớt nói nhiều lời khoái công đến đây đi giết hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử ra lệnh Tầm vang hồng học xoẹt hơn 90 tên nửa bước bản nguyên thần bộc cảnh cấp bậc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu đồng thời thả ra thế công trọng lớn mênh mông quân dương đại hải huyết sắc hải thủy ô áp áp tập hướng phía trước trăng rắc trăng rắc tần thiên ý niệm chuyển động ba đầu quan mang vạn trường thần thánh bá đạo lôi đình cự thú lấy ngang ngược hủy diệt tính tư thái gió quét lá vàng xé ra hơn 90 tên hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu thế công vẫn là cái kia sáu cái hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh cấp bậc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu xuất thủ vừa rồi đỡ được ba đầu lôi đình cự thú công kích hủy diệt gia hỏa này tìm hiểu 36 loại siêu cấp bản nguyên pháp tắc một trong bản nguyên thời gian pháp tắc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử nói các ngươi cùng tiến lên không muốn cho hắn chạy ra tìm đường sống cơ hội bóp chết hắn là một cái công lớn trước đó cái kia hỗn độn huyết ma tộc hoàng tử cũng nói giết ta là một cái công lớn. Cà lơ phất phơ, ý cười rã rời, Tần Thiên nói, đáng tiếc. Cái này gia hỏa cuối cùng chết ở nơi đây. Ngươi, ngươi đừng nói năng bậy bạ. Hư trương thanh thế. Hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử, lông mày bốc lên, ta hỗn độn huyết ma tộc 100 hơn 50 tên hoàng tử công chúa điện hạ. Bất kỳ người nào, đều không phải ngươi có thể thương tới mảy may. Không thể nào. Tần Thiên nói, phong thần chi chiến không gian bên ngoài quảng trường bên trên. Cái kia khuyết vũ công chúa chẳng phải bị ta lập tức đánh ngã. Cái kia, đó là bởi vì ngươi dùng bản nguyên thời gian pháp tắc chế tạo thời gian giam cầm, khuyết vũ công chúa nhất thời không quan sát, bị ngươi lừa. Hỗn động huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử, tức giận dậm chân, giết. Giết hắn. Thẹn quá thành giận đây. Tần thiên hư chỉ một chút, thất thập nhị biến định thân thuật, giam cầm, bản nguyên thế giới tứ tự chân ngôn thứ nhất phá bản nguyên thế giới tứ tự chân ngôn thứ hai diệt bản nguyên thế giới tứ tự chân ngôn thứ ba chết bành bành chớp mắt mất đi thời gian giam cầm bên trong ba đạo ảo diệu thần bí chân ngôn tự tích áp bách xuống dưới sáu cái hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh cấp bậc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu chính hơn 10 cái, nửa bước bản nguyên thần bột cảnh cấp bậc hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu, như bị sét đánh, ngã vào mặt đất. Cho bụi đầy trời, sặc lòng người phi. Thời gian eo hẹp cố. Hỗn độn huyết ma tộc thiên kiêu nữ tử, ánh mắt lạnh thấu xương, ta làm thịt ngươi. Ken. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ. Nhắc nhở ký chủ triệu hoán tạp phiến đạo cụ, trưởng thành thuộc tính tuyên bố chỉ thị trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự tề thiên đại thánh tôn ngộ không binh khí như ý kim cô bổng kỹ năng thất thập nhị biến định thân thuật cân đẩu vân hỏa nhãn kim tinh trước mắt lớn lên thành cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự đại địa chi mẫu nữ qua nương nương pháp bảo ngũ thải bổ thiên thạch kỹ năng ngũ thải bổ thiên thuật ngũ thải phong ấn thuật. Trước mắt lớn lên thành, cửu chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, anime vua hải tặc thất vũ hải nữ đế hang cốc, kỹ năng tù binh chi tiễn, thạch hóa chi thuật, điềm điềm cam phong. Trước mắt lớn lên thành, cửu chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, anime Hokage Ninja Akatsuki thành viên tiểu nam, kỹ năng thức chỉ chi vũ thần phạt, thần chi chỉ giả chi thuật. Trước mắt lớn lên thành, cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự cửu thiên huyền nữ, binh khí, cửu thiên huyền nữ kiếm, kỹ năng, cửu thiên huyền nữ kiếm. Trước mắt lớn lên thành, cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, anime thất long châu bót một trong, hoàng kim hình thái phi gia đại vương kỹ năng siêu tân tinh phá phôi cầu, hoàng kim năng lượng đạn. Trước mắt lớn lên thành cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự hàng Nga tiên tử, binh khí nguyệt cung bảo kiếm, kỹ năng tây nâng trái tim, thường Nga bôn nguyệt, trầm ngư lạc nhạn thuật. Trước mắt lớn lên thành cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự chiến thần hình thiên, binh khí kiền thích kỹ năng hình thiên vũ cán thích trước mắt lớn lên thành cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ đại đường cao tăng đường huyền trang tọa kỵ bách luyện tông kỹ năng phổ độ chúng sinh phật pháp vô biên khẩn cô chú trước mắt lớn lên thành cử chuyển vương giai hạ phẩm bản nguyên thần bột cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự thiên bồng nguyên soái trư bát giới Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Pokemon Pikachu. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, anime Hokage Ninja làng Lá Hiuga nhất tộc Bạch Nhãn công chúa Hiuga Hinata. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự đạo gia Tam Thanh một trong Thái Thượng Lão Quân. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, hải nước hải dân Tô Đắc Kỷ. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, cứu cực thể Digimon Ophanimon nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha